Hữu lính, mời các bạn đón nghe trích đoạn hồi ký viết về chiến trường ca. Những kỷ niệm không thể quên, đó là những tháng ngày ác liệt và dữ dội nhất. Một phần thanh xuân của những người lính đã gắn chặt với nơi này. Xin trân trọng mời các bạn cùng đón nghe. Ngày 13 tháng 12 năm 1978, pháo binh ta được lệnh khai hỏa, chi viện cho các trung đoàn 8, 9 và 10. Các phi vụ máy bay F-5E và A-37 cũng thay nhau dội bom xuống những nơi đóng quân của bọn Pol Pot. Mặc dù ta đã sử dụng hỏa lực rất mạnh, nhưng bọn xâm lược rất lì lợm. Với bản chất của một quân đội hiếu chiến và được huấn luyện theo cách đánh gần giống như quân đội ta, nên chúng gây cho ta khá nhiều khó khăn và thương vong. Và để giành lại mỗi tấc đất đều phải đổ lại bằng xương máu của các chiến sĩ, liệt sĩ và thương binh cứ nườm nượp từ ngoài trận địa chuyển về tuyến sau. Liệt sĩ thì được các đồng đội, các dân quân và thanh niên địa phương giúp mai táng. Thương binh thì được bệnh xá sư đoàn phân tách ra, nặng thì chuyển về K120, K121, nhẹ thì giữ lại điều trị tại trạm xá sư đoàn. Nhân dân và chính quyền địa phương từ An Long cho tới huyện Hồng Ngự sẵn sàng giúp đỡ bộ đội khi có yêu cầu, đặc biệt là huyện ủy, chính quyền và các ban ngành huyện Hồng Ngự. Lúc này một số đã phải đi sơ tán, và họ biết rất rõ nếu không có bộ đội của sư đoàn 339 đang ở phía trước thì nơi họ làm việc sẽ không còn đất cho họ đứng chân. Với kinh nghiệm dày dặn đều đã trải qua những năm tháng đánh Mỹ của ban chỉ huy sư đoàn, lúc này anh Dương Tử là sư đoàn trưởng, anh Bảy Cương là chính ủy, anh Hai Tý là phó chính ủy. Chỉ sau 5 ngày, sư đoàn đã đánh thiệt hại nặng lực lượng địch tại khu vực này, buộc chúng phải co cụm về gần sát biên giới, và trận đánh tại Gò Chùa diễn ra vô cùng ác liệt. Bộ đội ta có rất nhiều thương vong. Ngày 18 tháng 12 năm 1978, tôi được đồng chí Huyền, trợ lý cán bộ trung đoàn 8, đến tại sở chỉ huy tiền phương của sư đoàn, dẫn tôi về trung đoàn bộ đang đóng quân tại thôn Đôn Phục. Tôi đã gặp anh Út Đậu chính ủy, anh Sáu Lưỡng trung đoàn trưởng, anh Út Linh phó chính ủy, anh Tám Tính trung đoàn phó. Các anh theo dõi trên bản đồ quân sự do đồng chí Thản tham mưu trưởng trình bày có kế hoạch tác chiến tiếp theo cho ba tiểu đoàn bộ binh 1, 2, 3 và các đơn vị trực thuộc trung đoàn. Vì là đồng hữu đã từng đánh Tú Lơ Khơ khi nằm ở viện K120 nên tôi và anh Sáu Lưỡng gặp nhau mừng lắm. Anh Út Đậu cùng ban chỉ huy trung đoàn trao đổi công việc với tôi thời gian khoảng 10 phút. Tuy là cấp trên nhưng quân hàm của các anh chỉ lớn hơn tôi một cấp, nên tôi rất tự tin với nhiệm vụ mà các anh giao cho. Tôi nhanh chóng về ban chính trị. Lúc này chỉ có anh Nguyễn Lộc Nhu là quyền chủ nhiệm. Tôi được bổ sung làm phó chủ nhiệm kiêm công tác tuyên huấn. Anh Nguyễn Lộc Nhu quê ở Mỹ Tho, có quân hàm bằng tôi và lớn hơn tôi 6 tuổi. Anh có thâm niên trong quân đội, hơn tôi 5 năm. Và chiều cao của anh rất khiêm tốn, nên mỗi khi hành quân, nhìn anh đeo chiếc ba lô thì không thể nhịn được cười. Và thời điểm đó anh vẫn còn phòng không gối trước. Các anh trong ban chỉ huy trung đoàn thường hay chọc ghẹo anh, tính tình khó như quỷ, chỉ có ma mới ưng. Được cái có trí nhớ rất tuyệt vời và chơi đàn mandolin rất hay. Các ban bệ của cơ quan chính trị gồm có tuyên huấn, cán bộ, tổ chức, bảo vệ, dân vận và địch vận đều thiếu quân bè bét và đang chờ được bổ sung quân tăng cường. Ban chính trị đóng quân tại một nhà dân đã đi sơ tán, nằm sát ở sở chỉ huy trung đoàn, và tiểu ban nào cũng đào hầm trú ẩn, tránh pháo rất kiên cố. Ngày 19 tháng 12, ban chỉ huy trung đoàn phân công tôi xuống tiểu đoàn 2, anh Út Linh xuống tiểu đoàn 1 và anh Nhu xuống tiểu đoàn 3, vừa làm phái viên vừa giúp ban chỉ huy tiểu đoàn củng cố lại đơn vị để chuẩn bị cho những trận đánh tiếp theo. Sau khi quân số mỗi đơn vị bị hao hụt, tiểu đoàn 2 lúc này do đồng chí 8 tiểu đoàn trưởng, đồng chí Miên làm chính trị viên tiểu đoàn. Tôi đã cùng đồng chí Miên xuống trận địa của từng đại đội để nắm tình hình tư tưởng và công tác sẵn sàng chiến đấu của anh em. Trận địa của đại đội 5-6-7 nằm ngay giữa cánh đồng, không có một bóng cây. Anh em phải đào hầm thành tuyến phòng ngự trên phủ cỏ hoặc rơm để ngụy trang. Và cuộc sống hàng ngày của bộ đội vẫn là cơm vắt với bình tông nước được đun sôi để nguội, làm tôi chạnh lòng.
với cuộc sống của xã hội ồn ào, vật chất đầy đủ phía sau cách đây không xa. Lúc này đã vào mùa khô nên cũng thuận tiện cho anh em chốt giữ trận địa. 2 giờ chiều ngày 21 tháng 12, tôi theo đoàn cán bộ của trung đoàn đến thị sát tại một trận địa của địch đang đóng cách khu vực Gò Bói khoảng 2 km. Chúng tôi gặp ban chỉ huy trung đoàn 320 gồm có anh Bảy Thành làm chính ủy, anh Tịch lính 207 làm trung đoàn phó. Gặp anh Tịch ngay giữa chiến trường ác liệt, anh em chúng tôi vui mừng không sao kể xiết. Anh ôm lấy tôi mà chẳng nói lên lời. Trung đoàn 320 đã có một thời cùng chia lửa cho trung đoàn 207 trong đội hình sư 8, và bây giờ trung đoàn 320 và trung đoàn 8 đã có mặt ngay giữa chiến trường ác liệt để tiếp tục chia lửa cho nhau. Thật cảm xúc, không biết diễn tả bằng lời, của những người lính trận chúng tôi ngày ấy. Chúng tôi được ban chỉ huy trung đoàn 320 dẫn đi khảo sát nơi trận địa chốt. Dưới những hàng cây xen lẫn những nhà dân mà chẳng thấy bóng người dân nào. Trận địa chốt ở đây có hệ thống công sự bằng đất dày, có giao thông hào nối liền để bộ đội ta có thể cơ động dưới làn đạn của quân thù. Không gian yên tĩnh của sự chết chóc bao phủm cả vùng đất này. Bên kia chỉ qua một cánh đồng khoảng hơn một cây số là trận địa của kẻ thù, nơi cố thủ của sư 805 quân Pol Pot để xây dựng tuyến cố thủ khi đã lấn chiếm được đất của Việt Nam. Quân Pol Pot đã huy động hàng trăm xe bò chuyên chở vũ khí, đạn dược và các loại mìn. Bãi mìn chúng gài trước trận địa phòng thủ thật là khủng khiếp, có đủ các loại mìn đạp nổ, vướng nổ, mìn chống tăng. Trinh sát của ta nhiều lần bò vào nghiên cứu trận địa nhưng đều bị thất bại trước bãi mìn và nhiều thi thể của anh em vẫn còn nằm lại. Sau các bãi mìn là các ổ đề kháng được chúng bố trí đại liên, trung liên 12-8 và gắn nhất là khẩu DKZ-75, cối 82, cối 61 tuôn đạn ra các hướng bất kỳ lúc nào. Đây là một hệ thống trận địa liên hoàn của quân Pol Pot còn lại trên lãnh địa Việt Nam. Sau khi sư 339 mở đợt tấn công, các trung đoàn 9 và 10 đã chịu nhiều thiệt hại và thương vong của các trận đánh trước, nên Bộ Tư lệnh Sư đoàn và quân khu quyết định giao cho trung đoàn 8 cùng trung đoàn 320 tiêu diệt căn cứ cuối cùng thuộc sư đoàn 805 của địch ở khu vực này. Sau 2 ngày đêm thực địa và nghiên cứu, ngày 23 tháng 12 năm 78, tại Sở Chỉ huy Trung đoàn đã chính thức hợp đồng giao nhiệm vụ cho 3 tiểu đoàn bộ binh và các đơn vị phối thuộc. Theo như hợp đồng, trận đánh có 10 phi vụ máy bay của không quân ta ném bom vào trận địa của địch và có sự chi viện của pháo 130, 122 của quân khu, 155 và 105 của sư đoàn. Có một tiểu đoàn xe tăng cơ giới gồm T-54, M-113 chi viện. Trận đánh dự kiến với hỏa lực mạnh, áp chế tuyệt đối hỏa lực của đối phương, đảm bảo chắc chắn 100% ta giành thắng lợi, nhưng sẽ hạn chế mức thấp nhất thương vong của bộ đội ta. Một không khí phấn khởi thể hiện rõ trên từng khuôn mặt của cán bộ, ban chỉ huy các cấp. Bọn Pol Pot sau khi bị thiệt hại nặng đã co cụm lại một khu vực từ Gò Chùa, huyện Hồng Ngự, tạo thành trận địa cố thủ liên hoàn tới biên giới Việt Nam-Campuchia. Bên kia là tỉnh Brai Ven, Campuchia. Lực lượng địch ở đây thuộc sư 805. Ước tính có khoảng từ 5 đến 7.000 tên được trang bị vũ khí tối tân của Trung Quốc. Ngày 24 tháng 12, nhận nhiệm vụ xong, ban chỉ huy của 3 tiểu đoàn bộ binh và các đơn vị tham chiến khẩn trương quán triệt tới từng cán bộ cấp dưới và chiến sĩ. Tôi theo anh Tám Tính, trung đoàn phó, đến ban hậu cần. Lúc này đồng chí Tăng làm chủ nhiệm để kiểm tra công tác hậu cần phục vụ cho trận đánh. Quân giới đã chuẩn bị xong một số lượng đạn kịp thời bổ sung cho các đơn vị. Lực lượng vận tải đã túc trực 100% quân số để khi có yêu cầu sẽ lập tức hỗ trợ các đơn vị tham chiến, vận chuyển vũ khí, tiếp đạn, tải thương. Chúng tôi ghé vào trạm phẫu thuật tiền phương và gặp đồng chí Hùng, đại đội trưởng quân y kiêm trưởng trạm phẫu thuật. Đồng chí Hùng quê ở Thái Bình, là bác sĩ của Học viện quân y, bổ sung cùng đợt với đồng chí Quế và đồng chí Tiến. Dáng người nhỏ, vui tính, nghe đâu lúc bảo vệ đồ án tốt nghiệp đạt loại giỏi. Cũng nhờ vậy, sau khi kết thúc chiến trường Campuchia,
đồng chí Hùng được điều về tiếp tục công tác trong ngành y và hiện nay đang công tác tại Bệnh viện Quân đội 108, một bệnh viện tầm cỡ của đất nước. Khi trở về tới ban chính trị, tôi thật bất ngờ gặp được đồng chí Liễu mới được sư đoàn và quân khu bổ sung về nhận nhiệm vụ trợ lý bảo vệ. Lúc đó anh Nguyễn Lộc Nhu còn phải kiêm nhiệm. Nguyễn Văn Liễu quê ở Vĩnh Phúc, lúc ở E-207 là đội trưởng quản giáo sĩ quan cấp úy của quân ngụy Sài Gòn. Mặc dù quân hàm của Liễu nhỏ hơn tôi 2 cấp, nhưng chúng tôi rất thương nhau, thường vẫn xưng hô mày tao. Sau này Liễu được phong hàm đại tá và được bổ nhiệm làm trưởng phòng điều tra hình sự thuộc bộ phận quân pháp quân khu 9. Hiện giờ đã về nghỉ hưu và đang sống tại quê nhà. Gặp Liễu hai thằng tôi thật quá vui mừng. Vậy là từ nay trở đi, chúng tôi lại có dịp là những người bạn tri kỷ thâm niên, luôn bên cạnh nhau trong lúc gian khổ, khó khăn, ác liệt của cuộc chiến tranh đang ở phía trước. Khu vực đóng quân của ban chính trị và sở chỉ huy trung đoàn, ngay từ chiều hôm trước đã có mấy chục gia đình từ kênh trung ương trở về. Có mấy bác nông dân tuổi trung niên nói với chúng tôi: "Các chú cứ cấp súng, bọn tôi quyết cùng các chú chiến đấu, đánh đuổi lũ quân xâm lược và giữ gìn mảnh đất này. Lính Pol Pot nó tàn ác lắm." Theo lời kể của hai bác nông dân, khi quân Pol Pot tràn xuống đến đâu là chúng phá sạch, đốt sạch nhà cửa, hoa màu, lúa thóc. Người dân nếu sơ tán không kịp thì không còn ai sống sót, kể cả người già, phụ nữ và trẻ em. Trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, quân Pol Pot đã gây cho dân ta ở vùng này, cặp biên giới này là tỉnh Đồng Tháp, bao nhiêu nỗi vất vả, đau thương, tàng tóc. 5 giờ sáng ngày 25 tháng 12, tôi được ban chỉ huy trung đoàn phân công xuống các tiểu đoàn để giúp đơn vị khắc phục và giải quyết hậu quả của các trận đánh trước nhằm tạo khí thế cho đơn vị, chuẩn bị bước vào trận đánh mới. Tôi kéo theo đồng chí Kỷ, trợ lý chính sách, đồng chí Trưng, trợ lý tổ chức, đến ngay tiểu đoàn 1 và tôi đã gặp đồng chí Trương, lúc này đang là nhân viên thuộc tổ chính trị tiểu đoàn. Cậu Trương người Hà Nội là sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Mỏ Địa chất, nhập ngũ khi chiến tranh biên giới Tây Nam ở mức cao điểm nhất. Thấy cậu ta nhanh nhẩu, nói năng hoạt bát, rất hợp với nghề tuyên huấn, nên tôi có ý định xin cậu ta về bổ sung cho cơ quan tuyên huấn. Nhưng do yêu cầu của các đồng chí trong ban chỉ huy tiểu đoàn muốn giữ cậu ta lại, làm nòng cốt biên chế sang cho quân lực tiểu đoàn, nên ý định của tôi không thành hiện thực. Sau này cậu được điều về làm nhân viên quân lực trung đoàn, tiếp xúc cùng tôi sát cánh bên nhau, tham gia các trận đánh, các chiến dịch ác liệt, nhất là trong đợt phản công quân Pol Pot trên chiến trường Campuchia vào cuối năm 1981 theo quyết định của Bộ Quốc phòng. Trương được trở lại trường tiếp tục học và bảo vệ luận án tốt nghiệp của mình. Hiện nay đang công tác và sinh sống ở Hà Nội. Mặc dù thời gian đã trôi qua mấy chục năm, nhưng những hình ảnh của những người cán bộ chiến sĩ trung đoàn vẫn còn in đậm trong tâm trí cựu chiến binh Nguyễn Thanh Trương qua lời tâm sự. Khi trung đoàn 8 nhận nhiệm vụ hành quân vào vùng chiến sự, cả trung đoàn từ cán bộ đến chiến sĩ đều hành quân bộ, mang vác rất nặng, vượt qua cánh đồng ngập nước, có nơi còn gọi là cánh đồng chó ngáp. Trong đêm tối, nhưng không ai có một lời ca thán và luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau. Thế mới biết tình đồng đội đặc biệt của những người lính chiến trường thật quý giá và cao cả vô cùng. Thời gian công tác tại ban chỉ huy tiểu đoàn 1 hết khoảng 4 giờ, ăn với ban chỉ huy tiểu đoàn bữa cơm. Khoảng 9 giờ sáng, chúng tôi trở về sở chỉ huy trung đoàn. 21 giờ ngày 25 tháng 12, một công điện khẩn từ quân khu và sư đoàn: toàn trung đoàn nhanh chóng rời vị trí. Chúng tôi tháp tùng sở chỉ huy trung đoàn hành quân bộ do trinh sát dẫn đường. Vừa đi, chúng tôi vừa suy đoán, nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng, 4 giờ, rồi 5 giờ. Trời đã sáng rõ, tôi nhìn thấy đội hình hành quân rất dài ở phía sau lưng, cặp kênh trung ương, gần thị xã Hồng Ngự. Bộ đội được lệnh tạm dừng chân, và khoảng 20 phút sau thì các đồng chí tiểu đoàn trưởng, chính trị viên của các tiểu đoàn bộ binh được lệnh đến gặp ban chỉ huy trung đoàn nhận nhiệm vụ. Đồng chí Tòng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, đồng chí Dành, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2,
đồng chí Toán, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, vừa đi vừa cằn nhằn. Không hiểu mấy ông cấp trên nhà mình đánh đấm kiểu gì. Anh em đang háo hức chờ lệnh xuất kích, giờ lại có lệnh hành quân quay về phía sau. Chúng tôi được lệnh nhanh chóng di chuyển về hướng Châu Đốc. Các đơn vị xe tăng được tàu há mồm vận tải quân sự hỗ trợ, bộ binh thì được tàu gỗ chuyên chở. Xe kéo pháo theo đường lộ 30 ngược về Cao Lãnh, qua Long Xuyên rồi đi Châu Đốc. Khoảng 16 giờ ngày 26 tháng 12, các tàu chở quân đã lần lượt cập bến phà Châu Đốc và được đoàn xe vận tải quân sự đã chờ sẵn để chuyển ngay bộ đội về hướng Tịnh Biên, Nhà Bàng, biên giới thuộc tỉnh An Giang, Tà Keo. Riêng D1 hành quân bộ từ bến phà Tân Châu qua Châu Đốc, vượt qua núi Sam để về Tịnh Biên. Cơ quan trung đoàn bộ và các đại đội trực thuộc dừng chân tại một vườn xoài nằm cạnh hai bên đường lộ. Các tiểu đoàn đóng cạnh theo bờ kênh Vĩnh Tế. Bữa cơm dã chiến do anh nuôi vội vã nấu, chúng tôi răng võng vào những thân cây xoài, nhanh chóng quất được một giấc, chẳng biết đất trời mây gió ra sao. Khi mở mắt ra, mặt trời đã lên cao độ một con sào. 8 giờ sáng ngày 27 tháng 12, tôi và anh Nguyễn Lộc Nhu được lệnh cùng ban chỉ huy trung đoàn về họp quân chính mở rộng do đảng ủy ban chỉ huy sư đoàn triệu tập. Sở chỉ huy sư đoàn đã rời về đây từ lúc nào, chỉ cách chỗ đóng quân của chúng tôi độ 5 cây số. Tại đây, đồng chí tham mưu trưởng sư đoàn căng ngay tấm bản đồ quân sự Campuchia với 7 mũi tên đỏ từ hướng biên giới Việt Nam chọc thẳng qua các vị trí then chốt. Đó là 7 mũi tiến công của quân khu 5, 7, 9, quân đoàn 2, 3 và 4, thủy quân lục chiến của quân đội nhân dân Việt Nam đang chuẩn bị giáng cho bè lũ Pol Pot một đòn thích đáng. Anh Bảy Gương, chính ủy sư đoàn, điểm lại tội ác của quân Pol Pot từ năm 75 đến năm 78 trên toàn tuyến biên giới Việt Nam. Chúng thường xuyên đưa quân gây hấn và đánh sâu vào nội địa của ta, có chỗ tới 10 cây số. Chúng đi tới đâu là thực hiện phá sạch, đốt sạch, giết sạch. Và vụ thảm sát gần nhất là ngày 17 tháng 4 năm 78 tại Ba Trúc, Chi Tôn, An Giang, chỉ cách chỗ chúng tôi đang ngồi họp với đường chim bay chưa tới 10 cây số. Chúng đã hành quyết 3.157 người dân Việt Nam vô tội, đa số là người già, phụ nữ và trẻ em. Đau xót hơn nữa là chúng xé xác trẻ em ném vào đống lửa, một tội ác dã man và rùng rợn nhất chưa từng thấy trong lịch sử loài người. Trên đất nước Campuchia, chúng đã thực hiện chính sách diệt chủng rất lạnh lùng và tàn khốc. Gần 3 triệu người, chiếm hơn 40% dân số, đã bị chúng hành quyết, mà chủ yếu là đập đầu bằng cuốc. Với lòng mong đợi của nhân dân hai nước Việt Nam, Campuchia, được Mặt trận Dân tộc Cứu nước Campuchia yêu cầu, Bộ Chính trị và Trung ương quyết định đưa quân đội Việt Nam tổ chức tổng phản công, tiêu diệt kẻ thù man dợ nhất của hai dân tộc Việt Nam và Campuchia. Anh Ba Thu Sơn, chủ nhiệm chính trị sư đoàn, phổ biến 9 điều quy định của chính phủ Việt Nam cho các lực lượng khi làm nhiệm vụ trên đất nước Campuchia và yêu cầu đảng ủy, bộ chỉ huy, ban chỉ huy các cấp phải thật thông suốt, tuyên truyền giáo dục cho cán bộ và chiến sĩ, quán triệt và nghiêm chỉnh chấp hành. Lúc này chúng tôi cũng được giải thích vì sao ngưng trận đánh tại Hồng Ngự. Trung đoàn 320 và tiểu đoàn 502 đã được lệnh mở trận địa phòng ngự chốt, bao vây và ngăn chặn sư đoàn 805 ở Gò Chùa. Và cũng từ giờ phút này, các trung đoàn chính thức đổi tên. E8 là 156, E9 157, E10 158, E11 159. Lúc đó trung đoàn 14 chưa bổ sung về. Chưa được phổ biến chính xác ngày giờ mở chiến dịch, nhưng chúng tôi hiểu rất rõ nhiệm vụ đang rất khẩn trương khi thấy hàng đoàn xe tăng và xe kéo pháo của ta cứ ầm ì tiến về hướng biên giới. Ban đêm các xe đều mở đèn sáng rực cả con lộ từ núi Sam đi cửa khẩu Tịnh Biên mà không cần giữ bí mật. 7 giờ sáng ngày 28 tháng 12, đảng ủy và ban chỉ huy trung đoàn mở hội nghị quân chính quán triệt nhiệm vụ cho các tiểu đoàn bộ binh và các đơn vị trực thuộc. Tôi được ban chỉ huy trung đoàn phân công xuống giúp tiểu đoàn 3 và các C trực thuộc
quán triệt 9 điều quy định của chính phủ, anh Nguyễn Lộc Nhu phải chịu trách nhiệm tiểu đoàn 1 và 2. Ngày 29 và 30, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao ở 3 cơ quan tham mưu, chính trị hậu cần và các đơn vị trực thuộc. Vì địa bàn đóng quân gần nhau nên cũng rất thuận tiện. Sáng ngày 31 tháng 12 năm 78, anh Út Đậu, chính ủy của trung đoàn, giao nhiệm vụ cho tôi làm đặc phái viên dài hạn ở tiểu đoàn 3. Cũng có nguyên do trong ban chỉ huy tiểu đoàn, giữa cán bộ quân sự và cán bộ chính trị nhiều lúc quan điểm chưa đồng nhất. Đúng 12 giờ trưa cùng ngày, tôi đã có mặt tại ban chỉ huy tiểu đoàn 3, đính chính lại ở bài trước là tiểu đoàn 2. Lúc này đồng chí Toán, còn gọi là Toán Sồm, quê ở Ninh Bình, làm tiểu đoàn trưởng. Đồng chí Miên, quê Hà Bắc, làm chính trị viên. Đồng chí Sáu Niên, quê Tiền Giang, làm tiểu đoàn phó. Đồng chí Thái ở Bến Tre làm chính trị viên phó. Cả bốn đồng chí đều ở độ tuổi tôi. Riêng đồng chí Toán có bộ râu quai nón rất lì lợm, nên nhìn thấy già trước tuổi, người cao to, trông rất oai vệ. Ngày đầu tính tình đồng chí này nóng như lửa và quân hàm nhỏ hơn tôi một cấp. Tôi nhanh chóng gặp các đồng chí trong ban chỉ huy tiểu đoàn để trao đổi công việc, đồng thời cùng các đồng chí nắm tình hình tư tưởng của cán bộ chiến sĩ, công tác chuẩn bị của bộ đội cho chiến dịch. Sáng nay, đồng chí Miên, chính trị viên tiểu đoàn, đã thay tôi quán triệt 9 điều quy định cho bộ đội. Anh em rất phấn khởi và đang ở tư thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Đúng 0 giờ ngày 2 tháng 1 năm 1979, trọng pháo tầm xa 130 ly, 122 ly của quân khu và bộ tư lệnh nã đạn vào căn cứ Tà Lập. Chiến dịch tổng phản công bắt đầu. Tà Lập là một căn cứ quân sự của quân Pol Pot do sư đoàn 210 đảm nhiệm, nằm trên đường số 2 từ Tịnh Biên đi Tà Keo, cách biên giới Việt Nam khoảng 7 km. Còn kênh Vĩnh Tế rộng khoảng 100 m là sông nằm sát biên giới Việt Nam Campuchia. Các mũi tiến công của ta được lệnh vượt kênh Vĩnh Tế bằng hệ thống cầu dã chiến do công binh trung đoàn lắp ghép bằng xuồng ba lá, hành tiến thẳng hướng các căn cứ quân sự của quân Pol Pot. Tôi theo chân tiểu đoàn 3 cùng với các trung đoàn như một mũi tên dài, hành quân cặp bên phải lộ số 2 cách khoảng 2 km tiến về căn cứ Tà Lập. Thời gian lúc này cũng mới bắt đầu vào mùa khô nên đường tiến quân của chúng tôi vẫn gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi phải lặn lội trên đồng cỏ. Lúc này ruộng đất cặp biên giới hai bên đều bỏ hoang và địch gài rất nhiều mìn. Còn rất nhiều sình lầy và vũng nước, nhiều chỗ tới tận đầu gối, lưng quần. Khoảng 1 giờ sáng, lữ đoàn công binh của quân khu được lệnh vượt lên bắc cầu phao trên kênh Vĩnh Tế với những chiếc xe chuyên dùng và đội ngũ cán bộ chiến sĩ thuần thục về kỹ thuật. Chỉ sau khoảng 4 tiếng đồng hồ, chiếc cầu phao với trọng tải hàng trăm tấn đã hoàn thành, đủ sức cho các xe hạng nặng của ta vượt qua. 4 giờ sáng, chúng tôi đã áp sát căn cứ Tà Lập, chỉ còn cách độ 700 mét. Bộ đội ta được lệnh lợi dụng địa hình, địa vật, đào công sự. Hỏa lực DKZ-75 và cối 82 bắt đầu bắn phá căn cứ Tà Lập. Các khẩu đội 12 ly 8 hạ càng trước Tiền Duyên, tất cả sẵn sàng cho tình huống địch nóng ra phản kích. 5 giờ, trời đã sáng rõ, hai bên ta và địch đều đã nhìn thấy nhau. Các loại hỏa lực của địch ở căn cứ Tà Lập từ các hướng ầm ầm tuôn đạn vào trận địa ta. Nằm sau bụi cây tốt nốt với chiếc hầm lộ thiên nông trẹt, ban chỉ huy tiểu đoàn 3 bị hàng chục quả đạn cối 82 nổ rất gần, chỉ cách không đầy 100 mét. Bụi đất tung lên, mảnh đạn bay vèo vèo. Một quả cối 82 đã rơi trúng hầm máy thông tin hải oát. Hai đồng chí chiến sĩ C-20 tăng cường đã hy sinh ngay tại chỗ. Chiếc máy hải oát vỡ tan tành. 5 giờ sáng, pháo binh ta từ hướng biên giới lại cấp tập dội hàng trăm quả đạn trọng pháo 130, 122, 155 và 105 vào căn cứ của địch với thời gian khoảng 1 giờ. Cả một vệt dài hàng km cặp quốc lộ 2 mịt mù khói lửa. 6 giờ sáng, ta hoàn thành xong cửa mở ở biên giới Tịnh Biên, địch tháo chạy, bỏ lại rất nhiều xác chết. Những tên lính Pol Pot đã từng gây tội ác với nhân dân Việt Nam, giờ chúng đã phải đền tội.
công binh quân khu tiến hành dò mìn chống tăng trên quốc lộ 2. 7:30, xe tăng và thiết giáp của ta đã vượt cầu Phao và chỉ còn cách cứ Tà Lập khoảng 2 cây số. Đạn pháo 105 DKZ-75 của địch và cối pháo đủ các kích cỡ trong căn cứ Tà Lập chuyển hướng bắn vào đoàn xe. Xe tăng của ta đã nhanh chóng tản ra hai bên vệ đường, dùng pháo tự hành khạc đạn đáp trả. 8:30, hai biên đội không quân gồm 6 chiếc F-5E và 4 chiếc A-37 từ hướng biên giới lao sang, chúc đầu cắt bom xuống căn cứ quân sự Tà Lập. Cả một vùng đất trước mặt chúng tôi rung chuyển, mịt mù khói lửa. Tôi nhìn rất rõ bụi đất và những vật dụng tung lên trời, rơi lả tả theo những loạt bom. 9:30, trong căn cứ địch đã im tiếng súng. Bộ đội ta được lệnh thoát ly khỏi công sự, tiến vào căn cứ địch. Địch tháo chạy về hướng Tây là hướng Tà Keo. Tặng lại 5 khẩu pháo 105 cho quân đội Việt Nam, cùng rất nhiều vũ khí, đạn dược, khí tài và phương tiện chiến tranh. 10:00 sáng ngày 2 tháng 1, căn cứ quân sự Tà Lập, nơi sư đoàn 210 của Pol Pot đồn trú, đã lọt vào tay trung đoàn 156, sư đoàn 339 và các đơn vị trong toàn quân khu tham chiến. Bộ đội được lệnh dừng chân, củng cố lực lượng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ cho các trận đánh tiếp theo. Sư đoàn 210 thuộc quân khu Tây Nam của bọn Pol Pot là một sư đoàn đã từng gây hấn, xâm lược, sát hại nhân dân Việt Nam tại Ba Chúc, Chi Tôn, biên giới Việt Nam thuộc tỉnh An Giang. Sư đoàn này đồn trú tại Tà Lập, lập phòng tuyến kéo dài đến khu cửa mở gần biên giới và đã bị trung đoàn 156 F-339 cùng các lực lượng trong quân khu 9 giáng cho một đòn chí tử ngay ngày đầu mở chiến dịch tổng phản công. Không chịu nổi làn hỏa lực của pháo binh và không quân với sức tiến công mạnh mẽ như vũ bão của ta, chúng đã tháo chạy khỏi căn cứ, bỏ lại rất nhiều xác chết. Tôi lại theo chân tiểu đoàn 3, nhanh chóng tiến vào căn cứ địch. Trận địa pháo 105 của chúng vẫn còn khét lẹt mùi thuốc súng và vỏ đạn nằm la liệt, văng vãi khắp nơi. Rất nhiều thùng đạn vẫn còn nguyên vẹn, chưa kịp mở nắp, mang nhãn hiệu Made in China. Cách hàng trăm mét là những hố bom sâu hoắm, nhà cửa, lán trại của bọn Pol Pot tan hoang. Chẳng ai bảo ai, lính ta tự động tìm kiếm đạn và vũ khí để tự bổ sung cho cơ số của mình. Nhìn thấy một đống đạn cối 82, đồng chí Toán tiểu đoàn trưởng ra lệnh chủ động trưng dụng. Vậy là mỗi cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn bộ, đồng chí nào cũng có một quả cối trên vai. Chiến lợi phẩm mà. Thấy các đồng chí trong ban chỉ huy tiểu đoàn vác đạn, tôi cũng chơi một quả, vì nghĩ rằng hành trang của mình còn nhẹ hơn rất nhiều so với các chiến sĩ. 12 giờ, chúng tôi được lệnh dừng chân tại một khu vực trong căn cứ của quân Pol Pot, một khu nhà lán xen lẫn hầm hào bằng đất. Từ nhà hầm này sang nhà hầm kia có giao thông hào, nắp hầm được lát bằng những cây thốt nốt to bằng cây dừa, trên đổ một lớp đất dày. Sau khi được bộ phận trinh sát kiểm tra kỹ càng, ban chỉ huy tiểu đoàn 3 hạ trại, xung quanh là bộ phận trực thuộc và các đại đội bộ binh. Vì hành quân chiến đấu suốt đêm, nên khi được lệnh dừng chân là chúng tôi tranh thủ tìm chỗ ngả lưng. Cũng nhờ có cái lán cột tre lập bằng tàu lá thốt nốt, nên tôi và các đồng chí ban chỉ huy tiểu đoàn không phải nằm đất. Võng của tôi và đồng chí Miên nằm sát nhau. Cách khoảng 2 mét là võng của mấy cậu liên lạc tiểu đoàn. Nhìn những khuôn mặt bơ phờ hốc hác của cán bộ chiến sĩ, tim tôi như thắt lại, thương đồng đội quá. Bao năm rồi chiến trận không ngừng nghỉ, rồi tôi cũng chẳng cưỡng lại được do thiếu ngủ. Tôi thiếp đi từ lúc nào. Khoảng 15 giờ, chúng tôi được anh nuôi đánh thức. Trong lúc chúng tôi ngủ, các đồng chí nuôi quân đã vào bếp vo gạo. Bữa cơm dã chiến được dọn ngay dưới nền đất, cũng chỉ có ít thịt heo kho mặn mang từ Việt Nam sang và nồi canh hầm bà lằng đủ các loại rau do anh nuôi tự kiếm xung quanh vị trí đóng quân, nấu với bột ngọt. Bữa cơm ngay giữa doanh trại quân đội Pol Pot làm chúng tôi thấy ngon hơn, tự hào và kiêu hãnh hơn. Hơn chục người của tiểu đoàn bộ ngồi chôm hổm xung quanh thau cơm với cái dĩa hai ngăn đựng thức ăn, khói cơm nghi ngút, miệng đồng chí nào cũng nhai ngấu nghiến,
vì sáng nay toàn ăn cơm nắm. Cậu liên lạc tiểu đoàn, lâu quá tôi không nhớ tên, nháy nháy mắt nhìn tôi và đồng chí Miên. Thủ trưởng ơi, em thấy ngoài kia có con gà mập lắm, chắc là của bọn Pol Pot. Đồng chí Toán vội vã hưởng ứng. Đêm nay, cho chúng mày làm thịt. Đồng chí Miên nhìn tôi, có ý thăm dò, rồi nhìn đồng chí Toán lên tiếng. Ông học thuộc 9 điều quy định chưa? Tôi mỉm cười trong bụng, suy nghĩ. Gà ở đây không phải của lính Pol Pot thì còn là của ai? Và chắc mậm, đêm nay thế nào cũng được chén một bữa thịt gà thỏa thích. Cơm đang ngon miệng, bỗng nghe tiếng rắc từ trong miệng đồng chí Toán. Tay phải liễng đôi đũa, tay trái ném bát cơm ra ngoài, cách độ 2 mét. Đồng chí Toán mặt hầm hầm, về võng nằm. Đồng chí anh nuôi và mấy cậu liên lạc xanh mặt. Thì ra đồng chí Toán cắn phải cục sạn, chắc là răng bị mẻ, đau, nên nổi cáu. Đồng chí Miên coi bộ không vui, nhìn tôi và nói. Kệ nó, anh em mình cứ ăn cơm đi. Lúc này tôi mới thấm lời anh Út Đậu căn dặn khi giao nhiệm vụ là đặc phái viên của tiểu đoàn này. Cậu nhớ, làm trung gian phải đoàn kết cho ban chỉ huy tiểu đoàn. Thằng Toán tính nó như Trương Phi, được cái đánh giặc giỏi. Tôi mỉm cười và nói thật lớn, cốt để cho đồng chí Toán nghe rõ. Không ăn nữa thì đói bụng ráng chịu. Ở đây không phải như bên Việt Nam đâu, mà ra chợ kiếm được quả bánh. Một lát sau, đồng chí Toán lồm cồm ngồi dậy, đi nhặt bát. May mà cái bát chưa bị bể. Kéo vạt áo lau đất bụi, bới cơm chén tiếp. Vừa ăn, Toán vừa nói. Tôi xin lỗi anh Kiên và các đồng chí. Tại cục sạn, nó làm đau quá. Anh em ai cũng vui cười. Đồng chí anh nuôi cũng cùng cười. 16 giờ, tôi nhận được điện của anh Út Đậu trở về ban chính trị thay cho anh Nguyễn Lộc Nhu. Có công việc phải xuống công tác tại tiểu đoàn 2. Lúc này C-20 đã tăng cường máy 2W cộng với 3 máy dự phòng của tiểu đoàn, nên việc liên lạc giữa trung đoàn và tiểu đoàn rất thuận tiện, nhanh chóng. Vừa đánh giặc, vừa hành tiến, nên thông tin vô tuyến điện trở thành phương tiện chủ lực. Anh Út Đậu tên thật là Nguyễn Minh Đậu, bí danh là Nguyễn Minh Hồng, lớn hơn tôi 7 tuổi, quê ở Thoại Sơn, An Giang, là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đánh Mỹ. Gia đình có 2 anh em trai, người anh ruột là Nguyễn Minh Đường, đều tham gia cách mạng từ phong trào học sinh, sinh viên, rồi vào quân đội. Anh Út Đậu dáng người vừa vặn, khuôn mặt lúc nào cũng vui, nhìn rất phúc hậu, tính tình mềm dẻo, nhã nhặn, nhưng trong công việc lại rất kiên quyết. Anh là người luôn chú ý và thường xuyên quan tâm đến tôi. Mỗi lần được giao nhiệm vụ, tôi đều cảm thấy hài lòng và ấm áp vô cùng. Sau này anh được phong quân hàm đại tá, về làm chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, là đại biểu Quốc hội. Anh từ trần cuối năm 93 do bị tai biến. Vợ anh là một người chiến sĩ biệt động thành, bị địch bắt và bỏ tù tại Phú Quốc và được trao trả năm 1973. Hiện nay chị vẫn cùng các con sống tại Long Xuyên, An Giang. Được 2 chiến sĩ của tiểu đoàn hộ tống về ban chính trị, anh Ba Nhu đã gặp tôi để trao đổi công việc, rồi khoác ba lô đi công tác ngay. Chỉ ít phút sau, chúng tôi được lệnh hành quân. Trung đoàn bộ gồm sở chỉ huy và ban tham mưu, chính trị, hậu cần, hành quân bộ từ vị trí đóng quân ra tới quốc lộ 2. Đoạn đường này khoảng 1 cây số. Khi còn cách mặt lộ chừng 50 mét, chúng tôi dừng chân lại. Quốc lộ 2 lúc này đã dày đặc, những đoàn xe quân sự đang ầm ầm tiến về phía Tiền Duyên, hướng Tà Keo. Đan xen trong tiếng đoàn xe là các xe vận tải quân sự cỡ lớn như GMC, Jin Ba Cầu. Những chiếc xe tăng T-54 đồ sộ với tháp pháo dài ngạo nghễ, được cắm lá ngụy trang, chẳng khác gì những bụi cây di động. Phía sau mỗi xe đều cõng thêm thùng dầu phụ, dự phòng đủ sức cho các con chiến mã của ta phi trên chặng đường gần 200 cây số tới thủ đô Phnom Penh. Rồi đoàn xe thiết giáp M113 hùng dũng lăn xích sắt trên mặt đường nhựa. Nối tiếp là đoàn xe kéo pháo dài vút tầm mắt về hướng biên giới, đang sẵn sàng chờ lệnh nổ máy khởi hành. Chỉ nhìn quang cảnh trên đường hành quân cũng cảm nhận được sức mạnh của những đòn phản công sắp tới, của quân đội ta giáng trả bè lũ Pol Pot mạnh tới nhường nào. Khoảng 19 giờ,
trung đoàn bộ được hơn chục xe vận tải quân sự đến đón và ban chính trị có quân số hơn 20 người. Được một chiếc GMC chuyên chở, được lái xe tên là Thắng, bộ phận hậu cần cấp ngay cho gạo sấy, chỉ đổ nước sôi vào 5 phút là sẽ thành cơm. Nếu là nước lạnh thì 30 phút. Cộng thêm thịt hộp, cá hộp. Ngoài ra, cứ 3 người lại có một can nhựa đựng 30 lít nước đem theo xe. Tất nhiên, ai cũng có một bình tông nước luôn luôn đeo bên mình. 20 giờ, xe của chúng tôi khởi hành, bám theo đoàn xe tăng và xe bọc thép trên đường quốc lộ thẳng tiến về hướng Tà Keo. Trời đêm nay không có trăng nhưng rất nhiều sao nên không thấy tối. Các xe chỉ mở đèn gầm, xe này cách xe kia độ 50 mét, xe chạy rất chậm, tốc độ tối đa chưa tới 20 km/h, nhiều lúc còn dừng lại chờ cả tiếng đồng hồ mới tiếp tục. Bộ đội ta ở trên xe đã bắt đầu ngủ, nhiều đồng chí đã nằm đại xuống sàn xe, kê ba lô làm gối ngáy o o. Lính mà, suốt đêm trước mất ngủ, ngày nay mới chợp mắt được tí teo. Hai con mắt tôi lúc này cũng muốn nhíu lại. Ngồi trên cabin với đồng chí Liễu, chúng tôi thay nhau chuyện trò với đồng chí Thắng lái xe. Tôi ghé tai nói nhỏ với đồng chí Liễu: tài xế nó mà ngủ gật thì mấy chục mạng người trên xe này chỉ có toi đời. Đồng chí Liễu còn lo xa: đi đứng kiểu này, Pol Pot nó phục kích hai bên vệ đường, cho một quả B-40 thì chỉ có nước hốt xương. Tôi trấn an đồng chí Liễu và quả quyết: yên tâm đi, cấp trên đã đưa các đơn vị trinh sát bộ binh đi trước bám địch, cảnh giới và bảo vệ. Xe của ta mới dám long nhong trên lộ như thế này. Thế rồi mệt quá, tôi cũng thiếp đi. Bỗng nhiên người tôi bị rung, nhảy tưng lên, đầu chúi về phía trước. Giật mình mở mắt ra thì do tài xế vấp phải ổ gà. Tài xế Thắng phanh gấp, anh em ngồi phía sau là Chí Chóe. Đồng chí lái xe mắt vẫn sáng ngời, tỉnh bơ nói: đường này xấu quá các anh ạ. Nghe câu nói nghĩ mà thương quá. Nhìn đồng hồ, tôi biết mình đã chợp mắt gần một tiếng. Chỉ thương cho đồng chí lái xe và đồng chí Liễu vì an toàn cho tính mạng của anh em đã cố vượt qua cơn đói, cơn ngủ. Khoảng 2 giờ sáng, chúng tôi được lệnh dừng xe. Hai bên vệ đường là một cánh đồng xen rất nhiều cây thốt nốt. Không phải đào công sự nên bộ đội ta trải đại tấm ni lông trên mặt ruộng. Chỉ một lát sau là mọi người đã thiếp đi vào sâu giấc ngủ. Gần như suốt đêm nay cứ chập chà chập chờn trên những chiếc xe tải lắc lư. Các xe vận tải cũng được tấp vào hai bên lề đường, tràn cả xuống ruộng. Cấp trên phổ biến xe đi với bộ phận nào là bộ phận đó tự quản lý, để khi có lệnh hành quân là di chuyển được ngay. Do vậy đồng chí Thắng luôn luôn được tôi và đồng chí Liễu bám sát và dành cho đồng chí một sự ưu ái đặc biệt. Trải tấm ni lon trên mặt ruộng, tôi, đồng chí Liễu, đồng chí Trưng nằm sát bên nhau. Cũng chỉ 5 phút sau là chúng tôi cũng yên bề. Khoảng 5 giờ sáng, tôi thấy nhột nhạt và động đậy dưới chân. Nhưng do mệt, tôi mặc kệ. Không biết có chuyện gì xảy ra, tôi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Bỗng đồng chí Trưng la toáng lên, làm tôi và đồng chí Liễu giật mình tỉnh giấc. Trời đã mở sáng nên chúng tôi còn kịp nhìn thấy con rắn to bằng cổ tay đang trườn qua người đồng chí Trưng rồi bò vào mấy bụi cây gần đó. Lúc này tôi mới thật sự hoảng. Thì ra con rắn nãy leo qua chân mình, bò qua đồng chí Liễu rồi đến thăm đồng chí Trưng. Cũng may nó chưa cắn ai, nếu không thì ba chúng tôi giờ này không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Suốt ngày hôm đó, chúng tôi được dừng chân trở lệnh. Tiếng súng ở phía trước vẫn nổ đi đùng. Trên bầu trời nhiều tốp máy bay của không quân cứ bay qua bay lại, có những chiếc trực thăng có lẽ của các tướng lĩnh đi thị sát chiến trường. Cấp trên thông báo ta đang ở tọa độ cách thị xã Tà Keo khoảng 10 cây số. Trinh sát được tung ra bám địch, các tiểu đoàn bộ binh cũng được giãn đội hình tạo thành các chốt điểm để phòng quân địch quay lại phản kích. 2 giờ sáng ngày 5 tháng 1 năm 79, sư đoàn 330 đã đánh chiếm xong thị xã Tà Keo. Các trung đoàn bộ binh được lệnh hành quân áp sát, truy quét tàn quân địch từ trong thị xã bỏ chạy ra ngoài. 5 giờ sáng, chúng tôi đã có mặt tại một góc hướng đông nam của thị xã Tà Keo. Khi sư đoàn 330 đã vượt qua và đang tiếp tục hành tiến về hướng Nông Pênh. Tại khu vực chúng tôi tiếp quản,
Nhà cửa đều hoang vắng, lỗ chỗ trên tường có rất nhiều vết đạn, chắc là của sư 330 và các đơn vị đi trước giao tranh với quân Pol Pot để lại. Tôi leo lên tòa nhà 2 tầng xây theo kiểu biệt thự của Pháp đã cũ kỹ, lớp vôi quét trên tường và lan can theo kiểu lục bình đã hoen ố. Vào bên trong nhà, nồng nặc mùi hôi tanh từ các bữa ăn của bọn Pol Pot còn vương lại, mà món nào cũng có mắm bỏ hóc. Vài ba chiếc bàn ghế và đống giấy tờ viết bằng chữ Miên vứt ngổn ngang. Đây chính là nơi sở chỉ huy của quân khu Tây Nam Pol Pot đồn trú. Lúc này đã lọt vào tay quân đội Việt Nam, mũi tiến quân số 3, quân khu 9. Trong đó có trung đoàn 156, sư đoàn 339 của chiến dịch tổng phản công trên chiến trường Campuchia. 9 giờ sáng ngày 5 tháng 1 năm 79, chúng tôi được lệnh rút ra ngoài, nhường chỗ cho sư đoàn bộ, sư đoàn 339 và tiếp quản. Rồi sau đó bàn giao cho trung đoàn bộ binh tỉnh An Giang đảm nhiệm. Và ngay chiều hôm đó đã nhận được tin đồng chí Nhượng, phó ban tuyên huấn sư đoàn 339, hy sinh tại thị xã Tà Keo. Sau này tôi được anh Xuân Tư, trưởng ban tuyên huấn sư đoàn, kể lại giây phút hy sinh của anh Nhượng. Khi E bộ 156 rút khỏi Tà Keo, là xe của cơ quan sư đoàn bộ 339 tiến vào và sở chỉ huy sư đoàn quyết định tạm đóng tại đây để chỉ huy các mũi tiến quân tiếp tục về phía trước. Đồng chí Nhượng đã vướng phải quả lựu đạn gài của quân Pol Pot để lại và hy sinh ngay. Thi thể đồng chí Nhượng được gói bằng ni lông rồi chuyển ngay về phía sau, có lẽ được mai táng tại nghĩa trang biên giới Tịnh Biên, Nhà Bàng. Nghe đến đây tôi không cầm được nước mắt vì nhớ thương người đồng đội mà tôi đã hoán đổi vị trí chỉ cách đây hơn nửa tháng. Hình ảnh của anh Nhượng, anh Tư Tưởng, anh Ba Thu Sơn khi chúng tôi trao đổi công việc tại phòng chính trị sư đoàn 339 vẫn còn như in trong tâm trí tôi. Viết tới đây, tôi bồi hồi nhớ lại vào cuối năm 1972, khi còn ở E207, đồng chí Thoại về thay cho chỗ tôi tại cơ quan tuyên huấn thuộc ban chính trị để tôi xuống đơn vị chiến đấu. Chỉ 2 năm sau, đến cuối năm 74, đồng chí Thoại đã hy sinh tại vùng 4 Kiến Tường. Vậy là trong đời binh nghiệp của tôi đã có hai đồng đội thế chỗ, thế mạng để cho tôi còn sống sót cho đến tận bây giờ. 11 giờ ngày 5 tháng 1 năm 79, chúng tôi được lệnh tiếp tục hành quân tiến đánh thị xã Công Pông Sư Pư. 11 giờ ngày 5 tháng 1 năm 79, chúng tôi được lệnh lên xe tiếp tục hành quân tiến về phía Tiền Duyên. Vậy là đội hình hành quân gồm đủ các loại xe cơ giới, xe tăng, thiết giáp, xe chở quân, xe kéo pháo, ầm ầm chuyển động. Tôi nhìn rất rõ anh Sáu Lưỡng, trung đoàn trưởng đội chiếc mũ sắt, ngồi trên nóc chiếc xe thiết giáp M113 rất oai vệ. Chiếc xe lúc nhập vào đoàn quân, có lúc lại tách ra vượt lên phía trước. Anh Sáu Lưỡng tên thật là Nguyễn Văn Lưỡng, lớn hơn tôi 4 tuổi, quê ở xã Trung An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Nhà anh ở cập quốc lộ số 1, cách đường rẽ vào Đồng Tâm khoảng 2 cây số, cách ngã ba Trung Lương khoảng 2,5 cây. Thời gian đánh Mỹ, anh đã từng là tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 209. Rất nhiều lần anh đã chỉ huy đơn vị chiến đấu bảo vệ an toàn cho tỉnh ủy Định Tường, nay là Tiền Giang, thoát khỏi vòng vây của địch, nên được tỉnh ủy rất mến mộ và coi anh thuộc loại con cưng. Sau năm 1975, anh giữ chức tham mưu phó tỉnh đội Tiền Giang và được điều về làm E trưởng E8 156. Khi thành lập sư đoàn 339, sau này anh được phong quân hàm thiếu tướng, giữ chức tư lệnh phó quân khu 9, hiện đã về hưu và đang sinh sống tại quê nhà. Đoàn xe vượt một chặng đường khoảng 10 cây số trên quốc lộ số 2, qua khỏi thị xã Tà Keo thì rẽ trái tiến vào một con đường đất rộng khoảng 5-6 mét, hướng thẳng về thị xã Công Pông Sư Pư. Thị xã Công Pông Sư Pư là tỉnh lỵ của tỉnh Công Pông Sư Pư, nằm trên quốc lộ số 4, từ cảng Công Pông Som đi Nông Pênh, cách thủ đô Nông Pênh khoảng 50 cây số. Nơi đây được quân Pol Pot chọn làm căn cứ hậu cần quân sự, chịu trách nhiệm tiếp ứng đạn dược, vũ khí cho quân khu Tây Nam và các nơi khác, nên có tầm quan trọng đặc biệt và được chúng bố phòng rất chặt chẽ. Bộ chỉ huy chiến dịch của quân khu
sư đoàn 339 quyết định giao cho trung đoàn 156 làm mũi đột kích, đánh chiếm và giải phóng thị xã Công Pông Sư Pư. 16 giờ ngày 5 tháng 1, sở chỉ huy chỉ còn cách thị xã độ chừng 5 cây số và được lệnh dừng chân. Trung đoàn bộ, trong đó có sở chỉ huy trung đoàn, đóng quân ngay bên phải con đường đất, có rất nhiều bụi tre, lác đác là những nhà dân đan xen với những cây xoài chĩu quả. Nhìn những cây xoài, quả còn non nhưng mật độ của nó bao trùm kín cả vòng cây, rủ xuống tới gần mặt đất, cứ tưởng chừng như cây không có lá. Phong cảnh ở đây làm tôi nhớ lại thời kỳ năm 70-71 khi trung đoàn 207 tiến đánh bọn Lon Non ở Công Pông Thom và Công Pông Tràm. Tôi đã ở và gặp nhiều miền quê, lúc đó có những cây xoài chĩu quả giống hệt như những cây xoài ở đây. Nhân dân ở vùng này bị bọn Pol Pot ép buộc bỏ chạy vào rừng, nên ở các phum sóc chẳng thấy một bóng người. Ngoài những cây xoài còn rất nhiều các loại cây như dừa, chuối, đu đủ nhan nhản ngay trước mắt bọn tôi, nhưng bộ đội ta không ai dám đụng đến vì 9 điều của chính phủ và kỷ luật quân đội có quy định không được đụng đến cái kim sợi chỉ của dân. Mà lúc này anh Nguyễn Lộc Nhu đi công tác ở dưới tiểu đoàn 2 vẫn chưa về, nên mọi công việc của ban chính trị đều do tôi quán xuyến. Tôi đã yêu cầu anh em trong cơ quan khẩn trương đào công sự, đề phòng khi ta nổ súng, địch sẽ phản pháo. Cứ 3 người một hầm, chẳng mấy chốc ban chính trị có gần chục chiếc hầm lộ thiên, sâu khoảng 80 phân, chủ yếu để tránh mảnh đạn, còn pháo của địch nó mà rơi trúng hầm thì kể cũng như tòi. Tôi trải tấm ni lông xuống hầm rồi ba lô, súng đạn, tất tần tật cũng bỏ xuống. Nằm ngả lưng sau một ngày đường hành quân cơ giới thật sảng khoái, làm tôi lại thấy chạnh lòng. Nhớ lại những năm tháng còn ở E-207, bộ đội ta phải hành quân lội đồng giữa mùa mưa, rồi máy bay của quân thù xả đạn, phóng rocket, chỉ sau mấy tiếng đồng hồ, hàng trăm chiến sĩ của ta hy sinh. Đó là trận mùng 3 tháng 10 năm 1973, tại Rạch Đá Biên, tỉnh Long An. Đang suy nghĩ miên man và thiêu thiêu đi vào giấc ngủ, tôi được đồng chí liên lạc ban chính trị đánh thức và thông báo có điện của sở chỉ huy trung đoàn mời họp. Cũng chỉ đi bộ chưa tới 100 mét, tôi đã có mặt tại sở chỉ huy cùng với các đồng chí bên tham mưu hậu cần, dưới một gốc cây me chua to tướng. Bên cạnh là một chiếc hầm kiên cố dành cho sở chỉ huy, được bộ phận công binh vừa mới hoàn thành. Ở đây chúng tôi được anh Út Đậu, chính ủy, quán triệt cặn kẽ những nhiệm vụ và yêu cầu. Đặc biệt, anh nhắc đi nhắc lại 9 điều quy định, chính sách dân vận. Đồng chí trung đoàn trưởng, đồng chí tham mưu trưởng, trưởng ban tác chiến vẫn đang vùi đầu vào tấm bản đồ quân sự được trải ngay trên nền đất. Trưởng ban tác chiến tên thật là Nguyễn Văn Chỉnh, quê ở Hành Thiện, Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, cùng quê với bác Trường Chinh, là một miền quê có truyền thống cách mạng và hiếu học. Qua thống kê, có mấy trăm tiến sĩ qua các thời kỳ. Đồng chí Chỉnh trạc tuổi tôi, cũng tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân trước khi vào chiến trường. Rất vui tính, nói chuyện hài hước, thật có duyên, và hiện nay chắc đã về hưu. Đang sinh sống tại thành phố Mỹ Tho, là một chủ tiệm mua bán đồng hồ, và chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau. Sau cuộc họp chớp nhoáng do ban chỉ huy trung đoàn triệu tập, tôi trở về vị trí đóng quân. Anh em trong ban chính trị đã ăn cơm xong, bữa cơm tối do anh nuôi nấu vội, để rồi phần lại tôi là người cuối cùng sẽ ăn bữa cơm ngay giữa chiến trường. Phần cơm còn lại của tôi đựng trong một chiếc thau nhôm, trên là chiếc dĩa hai ngăn đựng một ít thức ăn. Trời đã nhá nhem tối nên cậu liên lạc sơ ý vấp ngã. Vậy là cơm cùng dĩa thức ăn, tiêu chuẩn bữa tối của tôi, toi đời, vùng vãi đầy trên mặt đất. Không còn cách nào gom lại được số cơm ít ỏi để đưa nó vào cái dạ dày đang trống rỗng. Giá như giờ này có được mấy con gà để nó thu dọn thì là thượng sách. Cậu liên lạc vội vã chạy đến gặp đồng chí anh nuôi năn nỉ bắc bếp. Tôi ngăn lại và lấy bịch gạo sấy đổ nước lạnh vào. Khoảng 30 phút sau đã có một bịch cơm nhạt ăn với thịt kho mặn anh nuôi còn để dự phòng. Vẫn còn sướng chán so với những ngày ở chiến trường miền Tây Nam Bộ. Khoảng 19 giờ
anh Nguyễn Lục Nhu đi công tác trở về ban chính trị. Tôi vội trao đổi công việc và nội dung cuộc họp do ban chỉ huy trung đoàn mới triệu tập. Sau đó anh Nhu mời các đồng chí trợ lý trong ban chính trị hội ý ngay. Xác định là một cơ quan then chốt trong việc chấp hành các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước, quân đội, đồng thời có trách nhiệm giám sát việc thực hiện của các đơn vị. Tất cả các đồng chí của ban đều cùng hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trọng trách được giao. Ngay trong đêm đó, hầu hết các đồng chí trợ lý được tung xuống các tiểu đoàn bộ binh và các C trực thuộc để đưa các đồng chí trợ lý trong ban chính trị và một số ban tham mưu xuống tiểu đoàn. Ban chỉ huy trung đoàn đã điều động một A trinh sát và lực lượng vệ binh làm nhiệm vụ hộ tống, dẫn đường. Lúc này, ba tiểu đoàn bộ binh 123 đã áp sát rất gần thị xã Kompong Supu. Nhìn đồng đội Liễu, Trưng, Kỳ, Cúc, Huyền và Hoa cứ lần lượt khoác ba lô rời khỏi đơn vị trong đêm tối thực hiện nhiệm vụ, tôi và anh Ba Nhu vừa mừng vừa thương anh em vô hạn. Tại sở chỉ huy trung đoàn và ba cơ quan tham mưu chính trị hậu cần, đêm nay dường như chúng tôi không ngủ. Các đồng chí thông tin vẫn đi lại như con thoi để chuyển nhanh các bức điện, mệnh lệnh từ bộ chỉ huy chiến dịch cho sở chỉ huy trung đoàn, rồi mệnh lệnh từ sở chỉ huy cho các đơn vị phía trước. Khoảng 24 giờ, tôi và đồng chí Trịnh, trưởng ban tác chiến, cùng anh Tám Tính, trung đoàn phó, được ban chỉ huy trung đoàn giao nhiệm vụ đến thăm và kiểm tra đơn vị thiết giáp, trận địa pháo 105 của sư đoàn, quân khu tăng cường. Chúng tôi được gần chục chiến sĩ vệ binh, trong đó có đồng chí Xuân, quê ở Vĩnh Long, làm trung đội trưởng, đi hộ tống, dẫn đường. Khoảng 2 giờ sáng ngày 6 tháng 1 năm 79, chúng tôi có mặt tại xe chỉ huy của tiểu đoàn thiết giáp M113. Lúc này đã áp sát thị xã Kompong Supu, cách độ 3 km. Đồng chí tiểu đoàn trưởng và chính trị viên tiểu đoàn đã hướng dẫn chúng tôi đến thăm trận địa. Trên một diện tích khoảng 10 hectare, nằm dọc hai bên vệ đường, có gần 20 chiếc xe bọc thép, chiến lợi phẩm thu được của quân đội Mỹ và quân đội ngụy Sài Gòn. Đã được xóa bỏ chữ USA và thay vào đó là ngôi sao vàng 5 cánh. Các chiến sĩ của bộ đội tăng thiết giáp vẫn trực trên xe và sẵn sàng xuất kích khi có lệnh. Nhìn những con cua sắt lù lù hùng dũng đang hướng nòng khẩu trọng liên 12 ly 7 về phía trước, trong lòng chúng tôi cảm thấy lâng lâng, một niềm tin tất thắng, một niềm tin sẽ sớm hoàn thành nghĩa vụ quốc tế và được trở về với tổ quốc thân yêu, được gặp lại những người thân thương. Thăm và thị sát trận địa của đơn vị tăng thiết giáp xong, anh Tám Tính quyết định đến ngay đơn vị pháo 105, tiểu đoàn pháo mặt đất do sư đoàn tăng cường, có nhiệm vụ mở màn dội bão lửa vào nơi đồn trú của bọn Pol Pot đang đóng tại thị xã Kompong Supu, ngược con đường đất trở về phía sau, qua khỏi sở chỉ huy trung đoàn chừng một cây số là gặp ngay trận địa pháo, cùng là pháo thu được của quân đội Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bây giờ được biên chế cho lực lượng pháo binh của quân đội ta. Chúng tôi được các đồng chí trong ban chỉ huy tiểu đoàn pháo binh kể lại. Những ngày đầu tháng 5 năm 75, đơn vị tiếp nhận rất nhiều pháo 105, 155 của quân ngụy Sài Gòn tại căn cứ Đồng Tâm, Mỹ Tho và các nơi khác. Chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra do nhu cầu phải đưa pháo lên biên giới để ngăn chặn bọn Pol Pot. Cấp trên đã cho phép lưu dụng một số xạ thủ pháo binh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Lúc đó mỗi khẩu đội có tới 1/4 quân số, chủ yếu là trắc thủ kỹ thuật, vừa trực tiếp khai hỏa khi có yêu cầu, vừa hướng dẫn kỹ thuật cho các tân binh của ta. Và chỉ trong thời gian rất ngắn, các chiến sĩ pháo binh của quân đội nhân dân Việt Nam đã sử dụng thành thạo súng pháo chiến lợi phẩm do Mỹ sản xuất. Và đến bây giờ, 100% cán bộ chiến sĩ đã được đào tạo bài bản ở các trường chính quy, có trình độ kỹ thuật cao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ dội bão lửa xuống kẻ thù. Ngày tới đây chúng tôi rất vui và yên lòng. Riêng đồng chí Trịnh có tiếng là lính tiếu táo hay đùa giỡn. Có thật không mấy ông? Đừng có mà đấm vào lưng bộ binh chúng tôi đấy nhá. Các đồng chí trong ban chỉ huy tiểu đoàn pháo binh và chúng tôi cùng cười vui vẻ. Sau đó đồng chí tiểu đoàn trưởng dẫn chúng tôi đi thăm trận địa.
trận địa pháo 105 được bố trí nằm dọc theo hai bên đường đất, chỗ nào xa quá chưa tới 100 mét. Mỗi khẩu pháo cách nhau chừng 30 đến 50 mét, nòng đang hướng về phía trước, hướng thị xã Công Pông Sư Pư. Các đồng chí khẩu đội trưởng cho biết đã lấy xong phần tử, hướng, tầm và cự ly, đang ở chế độ sẵn sàng khai hỏa. Nhìn những quả đạn nằm xếp lớp đã được lắp ngòi nổ, trong lòng chúng tôi lại thấy trào dâng cảm xúc tự hào trước sức mạnh của quân đội ta đã được nhân lên gấp bội so với thời kỳ đánh Mỹ. Và chẳng bao lâu nữa, đến giờ G, những quả đạn kia lại xé gió lao vào nổ tan tành nơi đồn trú của quân Pol Pot, một quân đội khát máu và dã man nhất đã từng gieo bao nhiêu tang tóc đau thương cho người dân Việt Nam. Những chiếc xe vận tải kéo pháo vẫn được túc trực ngay bên cạnh để khi có lệnh là tiếp tục hành tiến được ngay. Trên mỗi chiếc xe còn rất nhiều thùng đạn dự phòng cho chiến dịch và các trận đánh sắp tới. 5 giờ sáng, chúng tôi trở về sở chỉ huy trung đoàn. Anh Tám Tính vào hội ý và báo cáo với sở chỉ huy. 7 giờ ngày 6 tháng 1 năm 79, pháo binh ta được lệnh khai hỏa. Những quả đạn xé gió bay sát trên đầu chúng tôi lao vào thị xã Công Pông Chư Pư. Lúc đầu còn thưa thớt chờ trinh sát pháo binh. Khoảng 15 phút sau, pháo ta được lệnh bắn cấp tập. Cả một vùng căn cứ địch mịt mù khói lửa. Pháo ta vừa ngưng, chiến xa M113 được lệnh xuất kích chi viện hỏa lực cho bộ binh. 8 giờ, thị xã Công Pông Sư Pư bất ngờ vang lên những tiếng nổ long trời của các loại đạn pháo, cối, xen kẽ là những tiếng nổ của đạn nhọn. Chỉ ít phút sau, chúng tôi đã xác định pháo binh ta đã bắn trúng kho đạn của địch. Sở chỉ huy trung đoàn lệnh cho các đơn vị thiết giáp và các tiểu đoàn bộ binh ngừng hành tiến. Tiếng nổ trong kho đạn của địch càng về sau càng liên hồi, làm tôi liên tưởng tới những ngày Tết cổ truyền của dân tộc trước đây, nhất là vào thời khắc giao thừa. Tiếng pháo kim, pháo tiểu, pháo trung, pháo đại tạo thành một âm thanh tưng bừng khắp nơi nơi. Kho đạn của địch trong căn cứ thị xã Công Pông Sư Pư trúng đạn, làm cho sự tiến công của quân ta bị sựng lại. Các công điện từ ngoài mặt trận liên tục chuyển về. Sở chỉ huy trung đoàn thì vui như ngày hội, bởi ta đã phá hủy được phương tiện chiến tranh làm cho sức chiến đấu của Pol Pot yếu đi. Riêng tôi thì lại suy nghĩ, giá như kho đạn, vũ khí của ta đang chiến đấu để đỡ phải vận chuyển từ Việt Nam sang, sẽ giúp cho mũi tiến công của chúng tôi thuận lợi hơn rất nhiều. Sau này lại có nguồn tin, kho đạn của địch không phải do trúng đạn pháo mà quân địch đã phá hủy trước khi chúng tháo chạy. 14 giờ ngày 6 tháng 1 năm 79, tiếng nổ trong kho đạn địch mới hoàn toàn chấm dứt. Các mũi tiến quân của ta được lệnh tiếp tục áp sát và đã tiến vào thị xã Công Pông Sư Pư, không gặp một sự kháng cự nào. Quân địch đã bỏ thị xã, tháo chạy về hướng đông nam, nơi có dãy núi Tượng Lăng hùng vĩ. Thị xã Công Pông Sư Pư, nơi đặt căn cứ hậu cần của Pol Pot, đã lọt vào tay Trung đoàn 156 và Sư đoàn 339 cùng các đơn vị tham chiến lúc 15 giờ ngày 6 tháng 1 trong đợt tổng phản công trên chiến trường Campuchia. 16 giờ ngày 6 tháng 1 năm 79, xe của cơ quan Trung đoàn Bộ lần lượt tiến vào thị xã Công Pông Sư Pư. Khi còn cách khoảng một cây số thì sở chỉ huy trung đoàn dừng chân. Tiểu đoàn pháo mặt đất cũng bám sau lưng trung đoàn bộ. Các tiểu đoàn bộ binh và đơn vị thiết giáp đã làm chủ hoàn toàn thị xã, được lệnh truy quét quân địch bỏ chạy. Bộ phận trinh sát tiếp tục bám dấu vết quân địch để giúp sở chỉ huy trung đoàn ra những mệnh lệnh kịp thời. 16 giờ 30, tôi lại theo anh Tám Tính trung đoàn phó cùng một số đồng chí bên tham mưu mò đến kho đạn mới nổ của bọn Pol Pot, xem nó thực hư như thế nào. May ra có thể tìm kiếm được chút vũ khí cho bộ đội. Khi còn cách vị trí kho đạn khoảng 100 mét, thì chúng tôi dừng lại. Trước mặt chúng tôi là một khoảng đất rộng mấy hecta đã bị san phẳng. Hệ thống kho tàng được xây bằng bê tông cốt thép đã nát vụn. Gạch đá nằm chồng chất lên nhau, lòi cả những cốt thép do sức công phá của hàng nghìn tấn thuốc nổ. Trên mặt đất nằm la liệt vỏ đạn đủ các loại đạn nhọn AK, đại liên,
12 ly 8. Xen lẫn trong đống vỏ đạn còn có nhiều quả đạn cối 61, 82, B40 bị cháy xám xịt, và rất may mắn nó không bị tan tành xác pháo do chưa được lắp ngòi nổ. Nhìn kho vũ khí của địch mà chúng tôi thầm tiếc, đáng lẽ ra giờ này đã trở thành kho vũ khí của ta, thành trung tâm hậu cần cung cấp đạn dược cho những cánh quân. Chẳng còn tìm đâu ra một chút hy vọng, chúng tôi tiêu nghỉu trở về vị trí đóng quân. Lúc này trời cũng nhá nhem tối, nhưng nhờ có đồng chí trinh sát và vệ binh đi hộ tống dẫn đường, nên chỉ một thời gian rất ngắn, chúng tôi lại có mặt tại sở chỉ huy trung đoàn. Anh Tám Tính báo cáo tóm tắt chuyến thị sát cho ban chỉ huy, rồi cùng đồng chí trung đoàn trưởng chính ủy chăm chú vào tấm bản đồ quân sự. Chỉ ít phút sau, tôi đã có mặt tại ban chính trị, nơi dừng chân tạm thời, cách sở chỉ huy trung đoàn khoảng 100 mét. Có vài nhà dân nằm cập bên con đường đất. Thấy anh em trong ban đang túm lại trước sân một nhà dân, được đồng chí Cúc, trợ lý địch vận báo lại, vệ binh trung đoàn mới giao 3 tên tù binh cho bộ phận địch vận quản lý và khai thác. Đây là 3 tên tù binh bắt được đầu tiên kể từ khi mở đợt tổng phản công qua chiến trường Campuchia, do đơn vị trinh sát tóm được khi bọn này đang tìm cách tháo chạy khỏi thị xã Kompong Supu hồi ban chiều. Sau gần 30 phút hỏi đáp, tôi đã giúp bộ phận địch vận cơ bản biết được một số chi tiết về tình hình ở đây. Hỏi theo kiểu do mình chủ động, câu nào nhớ thì nói, không biết thì thôi. Cụ thể chúng tôi đã biết được tên, tuổi, quê quán, đơn vị, hướng bọn địch rút chạy. Cái chiêu cuối cùng của tôi là, bọn mày đã ăn uống gì chưa? Đây là những câu từ tiếng Campuchia mà sau gần 9 năm, từ năm 70 đến năm 79, và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên. Thời gian làm việc kết thúc, anh nuôi cho 3 thằng tù binh ăn cơm, rồi chúng tôi quyết định phóng thích ngay, hướng dẫn cho chúng tự tìm về quê cũ, sinh sống và làm ăn. 3 tên tù binh mừng rơn, hai tay chắp lại, vái, rồi từ từ tạm biệt bọn tôi. Tất cả chúng tôi đều chung một quan điểm, giữ chúng mày ở lại, chỉ tổ thêm vướng bận. Tại sở chỉ huy trung đoàn, đêm nay, ngày 6 tháng 1, vẫn không có ai có thể chợp mắt bởi những tin tức chiến thắng của các đơn vị bạn, của các cánh quân, thông qua mạng lưới vô tuyến từ sư đoàn và quân khu dồn dập chuyển xuống. Các cụm máy 2W, 15W vẫn thực hiện hết công suất để nhận mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy Chiến dịch. 3 tiểu đoàn bộ binh được lệnh giãn đội hình quanh thị xã Kompong Supu, lập tuyến phòng thủ để phòng quân địch quay lại phản kích. Trận địa pháo và đơn vị xe thiết giáp cũng được các đơn vị trực thuộc đóng quân xung quanh bảo vệ rất nghiêm ngặt. Khoảng 2 giờ ngày 7 tháng 1 năm 1979, tôi và anh Nguyễn Lộc Nhu được đồng chí liên lạc mời ăn cháo gà. Trong thiếc thau nhôm đựng khoảng 4-5 bát cháo mà các đồng chí phục vụ đã dày công chuẩn bị. Anh em trong ban đã ăn trước, số còn lại là để phần cho 2 thằng tôi. Bởi chúng tôi cứ lúc thì náo nức, lúc thì căng thẳng, đi lại lại tại sở chỉ huy trung đoàn nên chưa ăn uống gì. Đang đói bụng, gặp được bát cháo gà, tôi mừng húm. Tính múc ra bát, gập ngay. Anh ngờ anh Nguyễn Lộc Nhu ngăn lại. Anh bảo đồng chí liên lạc đến mời đồng chí anh nuôi. Ngồi cạnh thau cháo gà, đồng chí anh nuôi và đồng chí liên lạc bị anh Nhu chất vấn. Gà đâu ra? Đồng chí nào bắt vậy? Ai chủ trương cho làm thịt? Đồng chí anh nuôi ú ớ trả lời. Dạ, em không biết nguồn gốc con gà này đâu. Chính đồng chí liên lạc giao cho em con gà trống nặng độ 3 cân, bảo em làm thịt. Em tưởng đây là lệnh của các anh nên em phải chấp hành. Tới phiên đồng chí liên lạc, cậu ta khai thật. Gà này do bộ phận trinh sát bắt được cùng lúc với mấy tên tù binh đem biếu ban ta. Em chắc chắn là của lính Pol Pot nên em đã thay mặt các anh em bảo anh nuôi làm thịt để nấu cháo. Anh Nguyễn Lộc Nhu tỏ vẻ không hài lòng, mặt vẫn thử ra, đăm chiêu suy nghĩ. Tôi thì đã rõ nguồn gốc ngọn ngành nên chẳng còn ngại gì nữa, nhanh tay múc bát cháo từ trong thau ra, mới làm cái soạt, 2-3 miếng đã hết bát cháo. Thấy kiểu cách ăn uống như chết đói của tôi, anh Nhu cũng tỉnh ngộ, vội vàng múc cháo ăn. Đồng chí liên lạc và đồng chí anh nuôi nhìn thấy cái cảnh hai thằng tôi húp cháo ngon lành, vui quá tít mắt cười.
Thấy những nụ cười thoải mái trên gương mặt của các đồng chí phục vụ, tôi chợt thấy sao mà đáng yêu, đáng quý đến vậy. Tôi thầm cảm ơn tất cả mọi người. Ăn cháo xong, tôi và anh Ba Nhu lại vội vã đến sở chỉ huy trung đoàn để nắm bắt tình hình. Anh Út Đậu cung cấp cho chúng tôi một số thông tin, rồi bảo chúng tôi về cứ để nghỉ ngơi, khi cần anh cho người gọi. Lúc này là 3 giờ sáng, tôi và anh Nhu trở về ban chính trị. Đoạn đường không xa nên đi bộ chỉ mất vài phút. Hai chúng tôi vội đến chỗ để ba lô, tính lấy võng ra răng. Ba lô của tôi và anh Như để sát nhau ngay cả gốc me chua. Khoảng cách 7 mét là đống ba lô của các đồng chí phục vụ, quản lý, y tá, anh nuôi và liên lạc. Vừa chạm vào chiếc ba lô thì nghe tiếng sột soạt bên dưới. Linh tính làm tôi nổi da gà. Tôi lùi ra khoảng 2 mét, anh Nhu chẳng hiểu gì, định nhào vào chỗ đặt ba lô. Tôi vội ngăn lại. Trời tối mờ nên chúng tôi không thể đoán được gì. Vội gỡ chiếc đèn pin màu bạc luôn mang theo bên mình. Tôi có chiếc đèn do Mỹ sản xuất, tôi đã tặng lại cho một người bạn ở quê nhà. Bật công tắc lên, ánh sáng rọi thẳng vào hai chiếc ba lô. Chúng tôi nhìn thấy rất rõ cái đuôi con rắn cạp nong ló ra ngoài. Tôi hết hồn. Hồi nãy mình không lanh, tí thì bị nó cắn, chứ chẳng chơi. Trong lúc đang viết bài này, tôi chợt nhớ đến cách đây vài tháng, đọc ở trên báo có một đồng chí phó công an xã bị một con rắn cắn. Con rắn này màu khúc đen, khúc vàng, còn gọi là rắn mai gầm hay rắn cạp nong. Nọc của nó thì rất độc, đã giết chết đồng chí phó công an xã trong vòng một tiếng đồng hồ. Giờ ngồi lại, nghĩ vẫn thấy mình tim đập chân run. Khi đã phát hiện con rắn, anh Nhu tiến tới, bình tĩnh nắm đuôi con rắn lôi ra. Con rắn chưa kịp cong người thì đã bị anh quay mấy vòng, đập đầu vào gốc me. Ném con rắn xuống đất, nó đã nằm im, không còn động đậy. Tôi phục cách đập chết rắn của anh, phải thật mạo hiểm và can đảm mới dám làm kiểu này. Nếu không có anh, chắc là tôi đã la toáng lên để nhờ anh em đồng đội tiếp sức. Và điều đầu tiên là tìm khúc cây ít nhất là 2 mét để làm vũ khí, chiến đấu với con rắn. Nhưng trong lúc này, khúc cây kiếm ở đâu ra? 8 giờ ngày 7 tháng 1 năm 1979, chúng tôi được lệnh lên xe tiến về thủ đô Phnom Penh, để lại một bộ phận chốt chặn thị xã Công Pông Sư Pư, chờ cho trung đoàn 10 vào tiếp quản. Đoàn xe lại đủ các thành phần, thiết giáp, vận tải chở quân, xe kéo pháo, ầm ầm di chuyển. Sáng hôm nay trời xe lạnh, trong veo, không một gợn mây. Trên thông báo, các mũi tiến quân của ta giờ này cũng đang tiến vào hợp điểm nơi cơ quan đầu não trung ương của bọn diệt chủng, nơi trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa bao đời nay của đất nước Angkor, Chùa Tháp, mà bọn lãnh đạo cầm quyền tàn ác và man dợ nhất trong lịch sử loài người đang chiếm ngự. Trên nóc của mỗi chiếc xe lúc này đã được cắm cờ đỏ sao vàng đại diện cho quân tình nguyện Việt Nam, và cờ đỏ năm tháp đại diện cho quân đội mặt trận cứu nước Campuchia, tung bay trong gió. Quốc lộ số 4 từ thị xã Công Pông Sư Pư đến thủ đô Phnom Penh khoảng 50 cây số. Mặt đường trải nhựa rộng, tương đối bằng phẳng. Hai bên là những cánh đồng bạt ngàn, xen lẫn phum sóc và cây tốt nốt. Xe vẫn hành tiến với tốc độ trung bình. Ruộng đồng, phum sóc cứ lùi lại sau lưng. Những cánh đồng bạt ngàn, xen lẫn phum sóc và cây tốt nốt. Xe vẫn hành tiến với tốc độ trung bình. Các phum sóc lùi lại phía sau lưng. Khoảng 10 giờ sáng thì trước mặt chúng tôi đã hiện ra những khu nhà cao tầng, báo hiệu đoàn xe của chúng tôi bắt đầu chạm vào thủ đô Phnom Penh. Trên trời, nhiều tốp máy bay của không quân ta cứ bay qua bay lại để sẵn sàng chi viện hỏa lực cho các mũi tiến quân khi gặp địch kháng cự, và khống chế sân bay của bọn Pol Pot đã được Trung Quốc đầu tư trang bị chống lại nhân dân Campuchia và gây tội ác với nhân dân Việt Nam. 10 giờ 30 phút, xe chúng tôi đã chính thức vào thành phố. Bên trái đường là những ngôi nhà cao tầng, bên phải cách độ vài cây số là sân bay Pucentong. Lúc này đã được các đơn vị bạn của ta vào chiếm giữ. 12 giờ, chúng tôi tiếp quản khu cố vấn Trung Quốc nằm ở ven sân bay. Tôi leo lên một dãy nhà sàn bằng gỗ, được xây dựng rất hiện đại, có từng căn phòng riêng biệt, đầy đủ các tiện nghi. Dưới nhà sàn được trải thảm, có cả những bình nấu nước bằng điện,
nhiều chiếc bình nước còn nóng hổi, chứng tỏ bọn cố vấn mới bỏ chạy cách đây không lâu. 14 giờ, xe của chúng tôi lại tiếp tục diễu hành trên hầu hết các đường chính trong nội đô thành phố. Thủ đô Phnom Penh được kiến thiết vào thời Sihanouk còn trị vì, nên rất đẹp và trang nhã. Nhà cửa không cao lắm, không có những ngôi nhà chọc trời như ở Sài Gòn, và cũng không có những khu ổ chuột như ở một số thành phố khác. Kiểu kiến trúc ở đây hầu hết theo kiểu Pháp, nhà cao cửa rộng, hai bên vỉa hè rộng nên rất thuận tiện cho người đi bộ. Chúng tôi long song trong thành phố gần 3 tiếng đồng hồ, vậy mà chỉ mới gặp được hai người dân. Thành phố vắng vẻ, sơ xác. Hình như những người dân gốc ở đây đã bị di rời từ năm 1975. Số khác thì bị sát hại do Pol Pot cho là phần tử trí thức. Sau khi xây dựng chính quyền bạn, đã tổng kết hơn 90% đội ngũ trí thức, gồm văn nghệ sĩ, bác sĩ, kỹ sư, giáo sư và giáo viên, đã bị quân Pol Pot hành quyết. Số sống sót rất ít, nhờ chạy vào rừng hoặc chạy sang Việt Nam. 17 giờ, chúng tôi dừng chân tại một khu phố gần khu chợ mới. Ở đây đa số nhà chỉ cao từ 2 đến 3 tầng. Có cả khu nhà cấp 4 giống như nhà kho đan xen nhau. 19 giờ, lính trinh sát báo về, phát hiện một kho thuốc của địch nằm cách vị trí đóng quân khoảng 300 mét. Ban chỉ huy trung đoàn đã điều động toàn bộ phận quân y đến thu chiến lợi phẩm để bổ sung cho cơ số thuốc, khi cần thì dùng đến. Một số chiến sĩ thuộc ba cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần cũng mò đến tham quan. Sau đó tôi được các đồng chí cho biết, phát hiện ra kho thuốc chắc chắn đã có một đơn vị nào đó đến trước, nên cả một nhà kho rộng tới hàng nghìn mét vuông, chất đầy những thùng thuốc tây, thuốc tàu, dụng cụ y tế bị khui ra nằm la liệt, ngổn ngang. Các đồng chí quân y có kiến thức nên biết thuốc nào là thuốc tốt dùng để chữa trị hoặc cấp cứu cho thương binh. Họ chỉ thu lượm các loại kháng sinh như nicotine, penicillin. Những loại thuốc này rất đắt tiền vào thời kỳ đó, quân đội ta vẫn còn thiếu thốn. Một đồng chí chiến sĩ trong ban đã tặng tôi 2 hộp thuốc bổ và kể lại. Bọn em vào lục chủ yếu để tìm thuốc bổ, đặc biệt là các hộp thuốc bổ sâm, loại hộp bằng sắt hình chữ nhật, trong đó có gần chục củ hồng sâm to bằng ngón tay cái. Tôi dạng hỏi, hộp thuốc này ở trên nhãn in toàn chữ Trung Quốc, bộ cậu đọc được chữ Trung Quốc hay sao? Dạ, hồi đi học, em chỉ học tiếng Nga thôi ạ. Vậy sao cậu biết nó là thuốc bổ? Dạ, báo cáo thủ trưởng, em cứ nhìn thấy cái hộp nào cứ in hình củ sâm giống như hình người, có rễ lòng thòng, thì em biết ngay nó là thuốc bổ sâm ạ. Tôi thầm phục trí thông minh của cậu ta và yên tâm cất 2 hộp vào đáy ba lô, phòng khi sức khỏe có vấn đề sẽ đem ra làm bùa hộ mệnh. Viết đến đây, tôi lại bồi hồi nhớ lại vào thời kỳ cuối năm 1969, đầu năm 70, khi còn hành quân trên đường Trường Sơn, loại sĩ quan cấp úy một gạch không sao như tôi chỉ được phát một củ sâm khô to bằng ngón tay út. Một gạch 3 sao, cán bộ cấp tiểu đoàn trở lên thì được 2 củ. Lúc đó bọn tôi quý nó hơn cả vàng. Khi nào quá mệt mới cắt một lát thật mỏng như tờ giấy bỏ vào miệng. Như vậy lúc 17 giờ ngày 7 tháng 1 năm 79, thành phố Phnom Penh đã hoàn toàn được quân tình nguyện Việt Nam giải phóng, gồm cánh quân số 3, quân khu 9 và cánh quân số 6, quân đoàn 4. Trong đó có trung đoàn 156, sư 339, cơ quan đầu não của bọn Pol Pot và bọn cố vấn Trung Quốc đã kịp tẩu thoát vào rừng. Một số chạy theo đường số 5 sang biên giới Thái Lan. Cũng vì lẽ đó, cuộc chiến vẫn chưa dừng lại. Đồng đội của chúng tôi vẫn tiếp tục đổ máu, hy sinh về sau này, khi thủ đô Phnom Penh đã sạch bóng quân thù. Chiến dịch tổng phản công trên chiến trường Campuchia tính đến ngày 7 tháng 1 năm 79 đã cơ bản hoàn thành. Nó gần giống như ngày 30 tháng 4 năm 75, khi ta tiến vào giải phóng Sài Gòn. Chỉ có điều là cơ quan đầu não của bọn diệt chủng Pol Pot ở đây rất ngoan cố và xảo quyệt, cộng với lực lượng chủ lực của địch chưa bị tiêu diệt, nên chúng vẫn còn rất mạnh. Chúng thực hiện chiến thuật bèo dạt, bước đầu rút khỏi thủ đô Phnom Penh và một số thành phố khác, chuyển quân về vùng nông thôn và vào rừng,
tạo thời cơ quay lại phản công. Sáng ngày 8 tháng 1, ban chính trị chúng tôi rất vui mừng khi quân khu và sư đoàn cùng một lúc bổ sung tăng cường thêm hai sĩ quan, đó là anh Thiệp, đồng chí Thơ, anh Nguyễn Ngọc Thiệp quê ở Hà Bắc được chính thức điều về giữ chức chủ nhiệm chính trị. Lúc này anh Ba Nhu vẫn còn tạm quyền. Anh Thiệp có nước da sạm đen, rắn chắc, người cao, khuôn mặt hiền hậu, khi nói chuyện hay bị cà lắp. Tính tình vui vẻ, hoàn nhã, rất thương cán bộ cấp dưới và đồng đội. Đồng chí Thơ được bổ sung cho bộ phận dân vận, hiện nay là doanh nghiệp đang sinh sống tại Thủ Đức. Cũng thời gian này, ban chỉ huy trung đoàn quyết định điều động đồng chí Hiệp từ cơ quan tài vụ sang tăng cường cho ban chính trị và được bổ sung cho cơ quan tuyên huấn. Đồng chí Hiệp quê ở Vĩnh Phú, về xây dựng trung đoàn ngay từ khi thành lập và từng tham gia chiến đấu ở biên giới Đồng Tháp, An Giang. Sau này chuyển về công tác tại Tổng cục Chính trị Quân đội và hiện nay đang sinh sống ở Hà Nội. 16 giờ ngày 8 tháng 1 năm 79, chúng tôi được lệnh hành quân. Đội hình hành quân gồm đủ các loại xe cơ giới, lại ầm ầm, dũng mãnh, lăn bánh trên đường số 5. Đường số 5 bắt nguồn từ Nông Pênh, qua U Đông, đi Công Pông Chi Năng, đi Pô Sát, đi Bát Tam Bang, rồi qua Thái Lan. Đoạn đường này mặt rộng, cũng giống như đường số 4, có điều không được bằng phẳng, rất nhiều ổ gà, ổ voi. Nhiều chỗ bề mặt lớp nhựa đã bị bong chóc, lòi lên một lớp đá xô bồn. Khi xe chạy qua là cả một lớp bụi quấn lên, lan tỏa mù mịt, rất tội nghiệp cho những chiếc xe chạy đi sau. Có lẽ con đường này từ thời chế độ Lon Non năm 70 đến năm 75, cho đến thời Pol Pot từ 75 đến 79, đã không được tu sửa nên nó mới xuống cấp một cách tồi tệ đến như vậy. Đoàn xe dài hút tầm mắt. Mỗi xe cách nhau độ 30 mét, chiếc GMC chở ban chính trị cứ lắc lư dữ dội, lúc nghiêng bên này, lúc ngả bên kia, nên lính ta ngồi hai bên phải bám vào thành xe cho thật chắc, cố để không bị văng xuống đất. Khoảng 20 giờ, đoàn xe dừng lại, các đơn vị trinh sát và bộ binh được lệnh lùng sục, xa xa vẫn có những tiếng nổ lẹt đẹt, khả năng bộ phận đi đầu đã có chạm trán với địch. Chúng tôi nhanh chóng xuống xe, tản ra hai bên vệ đường. Các đồng chí phục vụ được trang bị AK đã lên đạn sẵn sàng chiến đấu. Gần 20 sĩ quan của ban chính trị mang toàn súng ngắn cũng đã rút súng ra khỏi vỏ. Tôi kiểm tra lại vũ khí mang theo bên mình. Một khẩu K-54 với 3 băng đạn, mỗi băng 8 viên. Trong đó có một băng đã nạp vào súng. Trời ơi, tôi thầm nghĩ, nếu bọn Pol Pot mà ập đến thì không biết phải chiến đấu bằng cách nào. Sờ vội lại túi cóc ở ba lô, thấy còn một bọc đạn gói trong chiếc vớ, đã cũ, có lẽ cũng phải gần 100 viên. Do vậy tôi cũng tạm yên lòng. Nhưng có một điều làm tôi thực sự tin tưởng là ở phía trước, phía sau, bên trái và bên phải đều có những đơn vị xe tăng, thiết giáp, bộ binh án ngữ. Nếu mà bọn lính Pol Pot tới được vị trí này thì chắc chắn phải bước qua xác những người lính ở các đơn vị nêu trên. 22 giờ, chúng tôi lại lên xe tiếp tục hành tiến. Xe chạy rất chậm, chỉ gấp vài lần người đi bộ. Khoảng 23 giờ, anh Thiệp bảo tài xế cho xe dừng lại khi phát hiện một tốp lính đang bu lại bên vệ đường. Khi xe dừng hẳn, tôi và anh nhanh chóng xuống xe. Trời tối mờ, tuy không nhìn rõ mặt người, nhưng tôi biết chắc chắn tốp lính này thuộc đơn vị trinh sát của trung đoàn. Khoảng 5-6 đồng chí chiến sĩ trinh sát đang túm tụm vây quanh một thứ gì đó. Tôi nghe các lính bàn tán xôn xao, người bảo đây là vàng, người khác lại bảo đây là đồng, cãi nhau chí chóe. Anh Thượt bước lại lấy một miếng đưa cho tôi, bật đèn pin lên. Tôi nhìn rất rõ hai chữ kim thanh. Loại vàng này tôi rất rành, khi còn ở nhà đã được bố mẹ cho xem. Nó là loại vàng Đông Dương có từ rất lâu đời, một lá bằng một lượng, ước chừng một đống vàng khoảng độ trên 20 cân do anh em trinh sát gom được. Không cần biết xuất xứ từ đâu, anh Thiệp dặn các đồng chí trinh sát gói lại đem giao nộp cho ban chỉ huy đại đội, chờ ý kiến của trung đoàn. Lúc này đại đội trinh sát do đồng chí Bình quê ở Vĩnh Long đang làm chính trị viên trưởng. Giải quyết xong tình huống bất ngờ, tôi và anh Thiệp lại lên xe. Tốc độ của xe lúc này nhanh hơn,
vượt lên một đoạn khá xa. Ngồi trên xe tôi suy nghĩ, đúng là lính mình tụi nó quá thật thà, đến ngay vàng và đồng cũng không phân biệt được. Và số vàng kia chẳng bao lâu ban chỉ huy đại đội trinh sát sẽ phải đem giao nộp đủ cho chính quyền làm tài sản kiến tạo lại đất nước Campuchia. Nghĩ xong rồi lại thương vô cùng những người lính của mình. Khi chiến đấu thì dũng mãnh phi thường, mà trong đời thường thì quá đỗi hiền lành, bình dị và chất phác. Khoảng 2 giờ sáng ngày 9 tháng 1, chúng tôi được lệnh dừng chân. Hai bên là cánh đồng tương đối bằng phẳng, có rất nhiều cây thốt nốt mọc thành từng cụm đan xen. Không phải đào công sự nên bộ đội ta đã trải tấm ni lông ngay trên mặt ruộng rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Bởi mọi người ai cũng thấm mệt. Suốt thời gian qua, triền miên vừa đánh giặc vừa hành tiến, nên trong thời gian hành quân, chúng tôi không tài nào chớp mắt được. 6 giờ, chúng tôi thức giấc, vội lấy bát rót nước từ những chiếc can nhựa, đem theo xe nhanh chóng xúc miệng, rửa mặt rồi ăn cơm sáng. Ở trên thông báo, lúc này chúng tôi đã vượt qua thị trấn U Đông khoảng 10 cây số, làm tôi hình dung đến khu vực tôi và anh Thiệp đã gặp các trinh sát hồi đêm. Thị trấn U Đông nằm cách thủ đô Phnom Penh khoảng trên 40 cây số, án ngữ trên quốc lộ số 5. Khi Phnom Penh thất thủ, bọn Pol Pot đã tháo chạy và co cụm về đây. Lúc bị quân ta truy đuổi, chúng đã tản ra và tháo chạy vào rừng, củng cố lực lượng để chờ cơ hội phản công lại. Cũng chính vì lẽ đó mà sau này, nơi đây đã diễn ra một cuộc chiến đẫm máu vô cùng khốc liệt giữa trung đoàn 156 F339 và các đơn vị tham chiến với tàn quân giặc. Cả ngày hôm đó, ngày 9 tháng 1 năm 1979, chúng tôi được dừng chân chờ lệnh. Đơn vị trinh sát và các đơn vị bộ binh được giãn ra truy quét tàn quân địch vẫn còn làng vạc rất gần đây. Nhưng bọn địch biết chắc lúc này lực lượng của ta vẫn còn rất sung sức, nên chúng chưa dám xuất đầu lộ diện. 5 giờ sáng ngày 10 tháng 1, chúng tôi lại lên xe tiến về phía trước, hướng biên giới Thái Lan, giao U Đông lại cho E-157 tiếp quản, và sau đó là E-158. Bởi có F-330 đi trước mở đường, nên không đầy 3 giờ đồng hồ, đoàn xe của chúng tôi đã đến sát thị xã Công Pông Chư Năng. Thị xã Công Pông Chư Năng nằm cách Phnom Penh gần 100 km về hướng Tây, ngay trên trục lộ số 5 đi Pô Sát. Từ thị xã rẽ phải có con đường đi ra biển hồ và một sân bay cũ đã bị bỏ hoang từ trước năm 75. Rẽ trái là đến sân bay mới. 9 giờ, đoàn xe đã đưa chúng tôi đến đúng vị trí tập kết, rồi tất cả được lệnh hành quân bộ. Lúc này chúng tôi chỉ còn cách sân bay Công Pông Chư Năng khoảng 7 cây số. Ở trên thông báo, một đơn vị của ta đã vượt qua Công Pông Chư Năng và đang tiến về Pô Sát. Trung đoàn lệnh cho các đơn vị bộ binh giãn đội hình hai bên lộ, có chỗ sâu vào một cây số, lập thành tuyến phòng thủ bảo vệ thị xã Công Pông Chư Năng. 9:30, trên quốc lộ số 5 vẫn ầm ầm những đoàn xe cơ giới đang tiến vào thị xã. Đây là cơ quan sư đoàn bộ 339 và tiền phương của quân khu 9 vẫn bám sát các mũi tiến quân để chỉ huy các đơn vị tiếp tục truy quét Pol Pot và giải phóng các vùng đất còn lại. Sở chỉ huy trung đoàn đóng tại một phum nhỏ, dân đã bị lính Pot ép buộc chạy theo chúng, gọi là phum sóc, nhưng nhà cửa ở đây rất tuềnh toàng. Xung quanh là những vạt rừng thưa, gồm đủ các loại cây tạp nham. Chúng tôi gặp một nhà chứa lúa vẫn còn nghi ngút khói. Nhà chứa lúa này đã bị bọn Pol Pot khi chúng lùa dân chạy vào rừng. Trong lúc tạm dừng chân, các đồng chí nuôi quân cũng vội vàng bắc bếp và được lệnh nấu thêm suất cơm nắm cho buổi chiều. Do đó, chúng tôi biết chắc không dừng lại ở nơi này lâu. Quả như dự đoán, 12 giờ ngày 10 tháng 1, trung đoàn bộ trong đó có sở chỉ huy trung đoàn lại vội vã hành quân. Lúc này các xe vận tải cơ giới, xe thiết giáp, xe kéo pháo đã tách khỏi đội hình của trung đoàn. Trung đoàn 156 có nhiệm vụ hành quân đánh chiếm sân bay Công Pông Chư Năng. Đây là một sân bay quân sự mới được bọn Pol Pot mở rộng và nâng cấp. Một số hạng mục công trình vẫn còn dang dở, nên số lượng máy bay đậu lại không nhiều.
Mặc dù vậy, bọn Pol Pot vẫn cho một lực lượng lớn đồn trú vòng ngoài để bảo vệ sân bay. Chúng tôi hành quân theo đội hình hàng dọc. Lúc này đơn vị trinh sát và các tiểu đoàn bộ binh đã áp sát rất gần sân bay. Thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng súng nổ đi đùng phía trước do đụng độ giữa bộ binh ta với quân địch. Mỗi lần như vậy, sở chỉ huy trung đoàn lại tạm dừng chân để nắm bắt tình hình, đồng thời ra những mệnh lệnh kịp thời. Cối 82, DKZ 75, 12 ly 8 được tăng cường trực tiếp cho các tiểu đoàn bộ binh để khi gặp địch là kịp thời chi viện hỏa lực. 14 giờ, trung đoàn bộ chỉ cách sân bay khoảng 2,5 km. Những bức điện thông qua 2W vẫn liên tục từ các tiểu đoàn bộ binh phía trước báo về. Lúc này chúng tôi đang dừng chân tại một vạt rừng thưa, một loại cây không cao, đan xen trên cây cỏ. Trên trời không một gợn mây và nắng chiều xuống như đổ lửa. Với sức nóng ghê gớm nên khi có lệnh dừng chân là chúng tôi nhanh chóng tìm bóng cây làm nơi trú ngụ. Tôi và anh Thiệp cùng cậu liên lạc xông thẳng vào một lùm cây có tán cao và gặp ngay mấy chiếc xe bò. 5-6 con bò cũng được cột gần đó. Khi nhìn thấy chúng tôi, nó hốt hoảng, ngơ ngác rồi giống lên. Cậu liên lạc vội tháo khẩu súng AK ra khỏi người, lăm lăm trong tay lên đạn. Tôi và anh Thiệp cũng vội vàng moi hai khẩu súng ngắn. Chúng tôi tiến sâu mấy chục bước thì gặp một tốp người dân, khoảng 4-5 gia đình đang thu mình khúm núm trong lùm cây. Nhìn thấy chúng tôi, mấy người già tỏ ra sợ sệt, hai tay chắp lạy. Tội nghiệp nhất khi thấy những cụ ông, cụ bà đều đáng tuổi cha mẹ quỳ mọp dưới đất. Trong đầu óc tôi bỗng bừng lên những hình ảnh của năm 70 khi tiến quân đánh bọn Lon Non. Gặp bộ đội chúng tôi, nhân dân Campuchia cứ nghĩ giống như bọn lính Lon Non, để an toàn cho tính mạng của họ nên họ cũng có những động tác y hệt như này. Và những người dân này ở một vùng đất cách xa thủ đô Phnom Penh về hướng biên giới Thái Lan, có lẽ đây là lần đầu tiên họ gặp những người lính quân đội nhân dân Việt Nam. Tôi vội tra súng và vỏ đến đỡ các cụ già, rồi ra hiệu cho họ ngồi xuống. Câu đầu tiên tôi nói bằng tiếng Campuchia: Dương Khơ Nhôm, Cong Tóc Bôn Chi Chuôn Việt Nam. Chúng tôi là quân đội nhân dân Việt Nam. Vay Cong Tóc Pol Pot, đánh quân Pol Pot. Pro Chi Chuôn Campuchia Chi Ot AT. Nhân dân Campuchia không có sao đâu. Rồi tiếp tục hỏi bằng tiếng Campuchia. Tôi đã biết được tốp người này là nhà ở gần đường số 5, mới chạy vào đây cách vài tiếng đồng hồ, mà theo lời tuyên truyền của chính quyền Pol Pot, gặp một đội Việt Nam thì họ sẽ cáp ruôn tùng o, tức là giết sạch. Giống như bọn lính Pol Pot đã giết sạch nhân dân khi chúng tràn xuống lãnh thổ Việt Nam. Những người dân này, họ còn cho chúng tôi biết thêm, dân họ sợ chạy đi đông lắm, vào tận trong rừng sâu. Mấy gia đình này có nhiều người già và trẻ em bị ốm, cộng với mấy con bò kéo xe cũng già yếu nên đã không đi xa được, đành phải ở lại nơi đây. Những lời tâm sự của những người dân hiền lành, chất phác, chân thực, chúng tôi thật đau lòng. Tôi giảng giải cho họ ít điều rồi khuyên họ trở về quê cũ làm ăn sinh sống. Tuy rằng với kiến thức nói tiếng Campuchia ít ỏi, chẳng biết họ có hiểu hết không, chỉ thấy trên miệng họ đã phát ra những tiếng pa pa, giống như tiếng Việt Nam của mình là dạ dạ. 20 giờ ngày 10 tháng 1 năm 79, một bộ phận của ta đã tiến vào kiểm soát sân bay Công Bông Chư Năng. Quân địch ở đây đã tháo chạy vào trong rừng. Các đơn vị bộ binh được lệnh tản ra xung quanh, truy quét tàn quân địch và lập hệ thống phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu, đề phòng quân địch quay lại phản kích. Trung đoàn bộ, trong đó có sở chỉ huy trung đoàn, quyết định đóng quân ngay cạnh đập nước. Đây là một khu nhà máy tuy nhỏ nhưng được xây dựng rất kiên cố. Xung quanh tường được xây bằng đá loại 30-40 nên rất thuận tiện cho việc tránh đạn nhọn hoặc mảnh pháo của địch. Lúc này chúng tôi mới có cơ hội được tắm giặt để giữ sức khỏe, chuẩn bị tinh thần cho những trận đánh khốc liệt đang chờ chúng tôi ở phía trước. Trung đoàn bộ, trong đó có sở chỉ huy trung đoàn, quyết định dừng chân bên cạnh một đập nước.
Đập nước này nắm chắn ngang một dòng sông nhỏ, tôi không rõ tên, nhằm mục đích khai thác nguồn cá. Dưới dòng sông còn rất nhiều lưới chắn ngang, có lẽ là của một đơn vị khai thác cá giống như những tập đoàn, hợp tác xã của ta ngày xưa. Trên bờ là một dãy nhà kho, trong đó có rất nhiều loại cá sau khi được đánh bắt. Cá lóc đã được phơi khô để vào những nhà kho riêng. Cá nheo, một loại cá da trơn hoặc cá lóc, còn tươi thì được ướp muối trong các bể chứa xây bằng xi măng, mỗi cạnh khoảng 4-5 mét, cao độ 1 mét. Tại khu vực này không thấy một bóng người, nên việc quản lý khu kho chắc là phó thác hết cho ông trời. Xác định đây là tài sản của quân Pol Pot để lại, nên lính ta cứ tha hồ mà chén cá. Cá được nướng ăn với cơm, lúc đầu thấy ngon, nhưng càng về sau lại càng thấy ngán. Vậy là anh nuôi đã tự sáng chế, ngâm cá khô vào nước lạnh cho mềm và lạt bớt muối, bỏ thêm tí mỡ, ít đường thốt nốt rồi rim lên. Ăn miếng cá vừa béo, vừa mềm, vừa ngọt. Lúc đó cái món ăn này thuộc loại khoái khẩu ở trên chiến trường Campuchia, khi ta không có điều kiện chờ thực phẩm từ Việt Nam sang. 17 giờ ngày 19 tháng 1 năm 79, chúng tôi được lệnh hành quân. Đội hình trung đoàn gồm sở chỉ huy trung đoàn, cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần lại thành một hàng dọc trên con lộ từ đập nước ra đường số 5. Khoảng 21 giờ, chúng tôi đã ra tới thị xã Công Pông Chư Năng. Thị xã Công Pông Chư Năng lúc này dân vẫn còn rất thưa thớt, nhà cửa không cao lắm. Hai bên con đường tuyến chính chúng tôi đi qua, có một loại cây cao độ 3 mét, lá giống như lá phượng, nhưng chưa thấy trổ bông nên chịu, chẳng biết đó là loại cây gì. Sau khi dừng chân độ 15 phút, chúng tôi lại tiếp tục hành quân, và thật bất ngờ khi chạm đường số 5 thì chúng tôi được lệnh rẽ phải, quay về hướng thủ đô Phnom Penh. Chưa đoán trước được điều gì, nhưng trong lòng mỗi chúng tôi ai cũng phấn khích vì lại được về gần đất mẹ hơn, nơi đất nước Việt Nam thân yêu đang có bao người thầm mong chờ, trông ngóng từng phút từng giây. 2 giờ sáng ngày 20 tháng 1 năm 79, đoàn quân đã vượt qua thị xã Công Pông Chư Năng độ 10 km và được lệnh giãn ra hai bên vệ đường dừng chân. Ban chính trị và sở chỉ huy trung đoàn đóng quân tại một phum cách đường số 5 độ 200 mét, có một số nhà dân nhưng họ đã bỏ đi. Vừa đặt ba lô xuống là chúng tôi nhanh chóng lấy võng ra rằng vào những cái cột dưới gầm nhà sàn. Ỷ có lực lượng vệ binh canh gác bảo vệ vòng ngoài nên chúng tôi yên tâm lao vào giấc ngủ. Có lẽ là giấc ngủ ngon nhất và bình yên nhất kể từ khi mở đợt tổng phản công trên chiến trường Campuchia đến giờ. Đêm nay chúng tôi phải hành quân bộ xa nhất, làm tôi cứ thắc mắc. Cả bãi xe vận tải quân sự vẫn nằm trình ình trong thị xã Công Pông Chư Năng, mà không thấy một chiếc xe nào bén mảng đến giúp chúng tôi vượt qua chặng đường gần 3 tiếng đồng hồ trên mặt đường nhựa. Nếu có nó giúp, chúng tôi chỉ mất 20 phút là cùng. Sau này chúng tôi mới hiểu ra, lúc này ta cần tiết kiệm xăng dầu để phục vụ cho những đoàn xe trực tiếp tham gia chiến đấu như xe tăng, thiết giáp và xe kéo pháo. 17 giờ ngày 20 tháng 1, chúng tôi lại tiếp tục hành quân. Sau hơn 6 giờ hành quân bộ, chúng tôi chỉ còn cách U Đông chừng 15 km. Sở chỉ huy trung đoàn đóng quân ngay trên một mảnh đất rộng nằm sát cạnh đường số 5, có khoảng vài chục ngôi nhà của dân. 1 giờ sáng ngày 21, mở ra một cuộc họp bất thường gồm các đồng chí tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn, các đại đội trực thuộc, có cả đồng chí chính trị viên, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn thiết giáp được quân khu tăng cường. Anh Út Đậu là chính ủy trung đoàn tóm tắt tình hình chiến sự trên chiến trường. Sau khi ta mở đợt tổng phản công trên chiến trường Campuchia, về mặt cơ bản ta đã giải phóng hầu hết đất nước Campuchia, chủ yếu là các thành phố, thị trấn, thị xã, trong đó có thủ đô Phnom Penh và các trục lộ chính. Nhưng lực lượng chủ lực của địch chưa bị tiêu diệt nên chúng vẫn còn rất mạnh. Vì thế trong vòng 3 ngày trở lại đây, quân Pol Pot đã đồng loạt quay lại phản công. Ở hướng địa bàn quân khu đảm nhiệm, tại hướng Tà Keo, địch đã cắt đứt đường số 2, nên việc vận chuyển của ta bằng đường bộ đã hoàn toàn bế tắc. Ta đã lập cầu hàng không từ sân bay Chả Nóc, Cần Thơ và sân bay Tân Sơn Nhất để vận chuyển đạn, vũ khí, lương thực cho những cánh quân trên đường số 5. Địch phản kích chiếm lại U Đông, cắt đứt hoàn toàn con đường bộ
từ thủ đô Phnom Penh với Công Pông Chư Năng, uy hiếp nghiêm trọng thủ đô Phnom Penh. Tuy đã có một số đơn vị về ứng cứu Udon nhưng đều bị mắc kẹt tại đây, và các đơn vị này đang bị địch dùng lực lượng lớn để vây hãm. Bộ chỉ huy chiến dịch và sư đoàn 339 quyết định sử dụng trung đoàn 156 giải tỏa Udon và cứu nguy cho thủ đô Phnom Penh. Thiếu tiểu đoàn 1 lúc này vẫn còn đang truy quét tàn quân địch và bảo vệ sân bay Công Pông Chi Năng. Viết tới đây, tôi bỗng nhớ lại chỉ cách đây ít ngày khi ra Hà Nội đến thăm phi công Nguyễn Doãn Thuấn, chồng của Hiền Lương, được Thuấn tâm sự. Tháng 1 năm 1979, em thuộc Trung đoàn Không quân 916 từ Hà Nội tăng cường vào chiến trường ca, mang máy bay vào ở nhờ Trung đoàn Không quân 917 đóng tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ngày nào cũng được lệnh bay để chi viện hỏa lực cho bộ binh. Có một lần máy bay của em đã bắn hết 4.000 viên đạn nhọn và phóng hết 142 quả rocket vào đội hình lính Pol Pot tại khu vực Pua Sat thì máy bay bị trục trặc. Đáng lẽ em phải hạ cánh ngay để đảm bảo an toàn tính mạng, nhưng em biết rõ nếu đáp xuống thì cả chiếc máy bay và tổ lái sẽ làm mồi cho lính Pot, ảnh hưởng không nhỏ tới cục diện chiến trường lúc ấy. Chỉ còn 10% may rủi, em đã cố gắng điều khiển chiếc máy bay trực thăng vũ trang đang bị sự cố, lắc lư bay như rùa bò về tới sân bay Công Pông Chư Năng, hạ cánh và được một đơn vị bộ binh của ta bảo vệ an toàn. Đơn vị bộ binh ngày ấy đã bảo vệ tổ lái của Thuấn và chiếc máy bay giữa vòng vây của quân Pol Pot, lại chính là đơn vị chúng tôi. Thế mới biết trong chiến trận có nhiều điều rất thú vị và bất ngờ. Mấy chục năm sau, ngồi trò chuyện cùng với phi công đầy dũng cảm, tài năng, đã cùng chúng tôi chiến đấu, tiêu diệt bọn Pol Pot trên chiến trường Campuchia đầy gian khổ và khốc liệt. Chúng tôi đã hỗ trợ cho nhau và cuối cùng đều thoát khỏi cái chết để tồn tại, và cho đến tận bây giờ mới gặp được lại nhau. Trên tấm bản đồ quân sự, đồng chí trung đoàn trưởng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Ngoài lực lượng của trung đoàn, còn có tiểu đoàn pháo mặt đất, tiểu đoàn pháo cao xạ, tiểu đoàn thiết giáp M113. Cuộc họp gấp rút hợp đồng tác chiến kết thúc lúc 3 giờ sáng ngày 21 tháng 1 năm 1979. Cán bộ chỉ huy các đơn vị nhanh chóng trở về vị trí của mình. Lúc này đơn vị thiết giáp và các tiểu đoàn bộ binh đang ở trước trung đoàn bộ, cách độ 1 km. Tiểu đoàn pháo mặt đất và tiểu đoàn pháo cao xạ đã lập trận địa ngay sau lưng trung đoàn bộ. 6 giờ sáng ngày 21 tháng 1 năm 1979, hai mũi tiến công của ta từ vị trí tập kết được lệnh hành tiến về Udon. Thiết giáp M113 có bộ binh đi kèm cứ ép sát hai bên lộ đường số 5, hành tiến rất chậm. Hỏa lực cối 82, DKZ-75 và 12L8 của trung đoàn cũng được tăng cường cho các tiểu đoàn bộ binh để có thể chi viện hỏa lực kịp thời. Khoảng 8 giờ 30 đã nghe tiếng súng nổ đi đùng. Các đơn vị báo về đã có chạm trán với bọn Pol Pot ở phía trước. Tại sở chỉ huy trung đoàn, các cỗ máy thông tin 2W được lệnh mở tần số làm việc hết công suất, nhận thông tin từ ngoài mặt trận, chuyển về và chuyển đi những mệnh lệnh từ sở chỉ huy trung đoàn. 9 giờ sáng đã có nhiều công điện từ các đơn vị phía trước. Ta đã chiếm được cây cầu nằm trên đường số 5, cách vị trí Udon trên 10 km. Tôi nhìn rõ trên nét mặt của tất cả các cán bộ chiến sĩ sở chỉ huy trung đoàn đều rạng rỡ hẳn lên. Lúc này tôi mới thấy các đồng chí trong ban chỉ huy trung đoàn dùng bữa cơm sáng mà các đồng chí phục vụ đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Tôi và anh Thiệp cũng nhanh chóng trở về ban chính trị, đóng cách sở chỉ huy trung đoàn chưa tới 100 mét để kiếm chút gì lót dạ, vì hầu như suốt đêm chúng tôi không ngủ, bụng đói cồn cào. Tôi ăn vội vã bát cơm đã nguội, trong khi các đồng chí trong ban chính trị vẫn còn răng võng ngủ. Cảm nhận được sự mệt mỏi của đồng đội qua một đêm hành quân, anh Thiệp nói với tôi, cứ kệ để chúng nó ngủ, khi nào công việc hãy đánh thức bọn nó dậy. 10 giờ, tôi và anh Thiệp lại có mặt tại sở chỉ huy trung đoàn. Tin tức ngoài trận địa cứ dồn dập báo về. Trên nét mặt của các đồng chí chỉ huy đã cảm thấy căng thẳng, kèm theo sự lo âu. Bộ đội ta vẫn đang nổ súng, chiến sự trở nên khốc liệt,
10 giờ 30 phút, tiếng súng ngoài trận địa vang rền hơn lúc nào. Chúng tôi nhìn rất rõ cột khói đen bốc lên từ hướng trận địa. Do sở chỉ huy nằm trên địa hình tương đối cao, phía trước lại trống trải, nên chỉ nhìn bằng mắt thường, chúng tôi cũng có thể thấy được hai cột khói đen bốc lên trời mỗi lúc một cao. Kinh nghiệm cho chúng tôi biết, đây chính là những đám cháy bằng dầu mới có khói đen. Nếu cháy nhà hoặc các vật dụng khác sẽ có màu trắng. Còn đang phân vân suy đoán thì đồng chí thông tin báo cáo nhận được tin qua máy bộ đàm, hai thiết giáp M113 của ta đã trúng đạn địch. Cả sở chỉ huy lẫn chúng tôi đều trùng xuống, mặt ai cũng vẻ đượm buồn. Lúc này tại sở chỉ huy trung đoàn chưa thể ra những mệnh lệnh gì, đành phải phó thác cho sự linh hoạt của những người chỉ huy ngoài trận địa và tinh thần chiến đấu dũng cảm của bộ đội đang trực tiếp giáp mặt với quân thù. 11 giờ đêm, một cục khói đen thứ ba từ mặt đất ngoài trận địa bốc lên. Chúng tôi cảm nhận được rằng sự thiệt hại của các đơn vị phía trước đang được tính bằng từng phút từng giây. 11 giờ 20, thêm một cột khói thứ tư, và đến 12 giờ ngày 21 tháng 1 đã có 7 cột khói đen nghi ngút, tương ứng với 7 xe thiết giáp của ta đã bị trúng đạn của quân Pol Pot. Lúc này không tài nào liên lạc được với ban chỉ huy tiểu đoàn thiết giáp. Các tiểu đoàn bộ binh vẫn có công điện báo về sở chỉ huy. Sau khi bị ta dùng hỏa lực mạnh, quân địch đã bỏ vị trí chốt chặn ở đầu cầu, tạt ra hai bên. Thiết giáp của ta đã nhanh chóng vượt qua cầu và lọt vào trận địa phục kích bên kia cầu của địch. Địch dùng nhiều loại hỏa lực bằng súng chống tăng như DKZ, B40, B41 mà chủ yếu chúng bố trí ở hướng nam đường. Đây là địa hình rừng núi, liên hoàn, vào đến tận âm leng, căn cứ cố thủ chiến lược của chúng. Không khí vô cùng căng thẳng, bao trùm khắp sở chỉ huy. Ngoài trận địa, lại có những tiếng công điện báo về gấp. Giữa bộ binh ta và xe thiết giáp mất liên lạc với nhau. Đơn vị thiết giáp vẫn đang nằm trong vòng vây của quân Pol Pot. Các đơn vị bộ binh vẫn chưa thể tiếp cận vì gặp phải hỏa lực dày đặc của địch. Có một quy luật là trong tác chiến hợp đồng binh chủng thì xe tăng, thiết giáp không thể tách xa bộ binh. Mặc dù tăng thiết giáp có hỏa lực mạnh, nhưng nó chỉ phát huy ở tầm xa. Nếu để cho đối phương áp sát thì các con cua sắt hoàn toàn mất khả năng chiến đấu, chỉ làm mồi cho các loại súng chống tăng tầm ngắn như B40, B41. 12 giờ 30, lại thêm một cột khói đen bốc lên ngoài trận địa. Đồng chí trung đoàn trưởng bắt ống nhòm quan sát, rồi chúng tôi thay nhau nhìn qua ống kính. Trận địa trước mặt thu lại rất gần, 9 cột khói đen hiện ra trước mắt chúng tôi. Đã xác định được tọa độ trận phục kích của địch, lệnh từ sở chỉ huy trung đoàn cho pháo 105 và 155 khai hỏa. Chỉ ít phút sau, hàng trăm quả đạn từ sau lưng trung đoàn bộ ào ào xé gió bay qua đầu chúng tôi, trút bão lửa vào trận địa của quân Pol Pot. Nhờ có máy thông tin dẫn đường của tiểu đoàn bộ binh nên pháo binh ta bắn rất chính xác ngay từ những loạt đầu. Trận địa của địch chỉ cách trận địa của ta trong gang tấc, mịt mù khói lửa. 13 giờ, bất ngờ có một chiếc M113 của ta từ hướng trận địa chạy thục mạng về sở chỉ huy trung đoàn. Khi chiếc xe dừng hẳn, chúng tôi vội vàng tiếp cận thì một cảnh tượng vô cùng đau thương diễn ra ngay trước mắt. Chiếc xe thiết giáp của ta đã lãnh chọn một quả B40 với sức nóng ghê gớm mấy nghìn độ xuyên vào lòng xe, nên cả ba chiến sĩ trong xe không một ai sống sót. Ba thi thể anh em nằm co quắp, mặt mũi cháy đen thui, không thể nào nhận ra hình dạng. Đồng chí lái xe ngồi ở phía trước nên chỉ bị bỏng nặng. Cũng may thùng chứa dầu vẫn còn nguyên vẹn nên chiếc xe không bị bốc cháy, và chiến sĩ lái xe đầy dũng cảm đã đưa chiếc xe bị trọng thương vượt qua vòng vây kẻ thù để trở về. Đồng chí lái xe chỉ ú ớ được mấy câu. Xe của chúng em lọt vào trận địa phục kích của địch. Chúng em bị bao vây, rất nhiều xe bị trúng đạn. Rồi đồng chí ngất đi. Băng ca của đội phẫu thuật đã có mặt kịp thời để chuyển ngay đồng chí đến trạm cấp cứu trung đoàn. 13 giờ 30, lại thêm hai cột khói bốc lên ngoài trận địa. Pháo mặt đất của ta vẫn cấp tập bắn phá trận địa của địch. Từ ngoài trận địa báo về, bọn địch vẫn đeo bám đoàn xe thiết giáp. Các tiểu đoàn bộ binh vẫn còn dậm chân tại chỗ
chưa nhích lên được một bước nào do gặp phải sự kháng cự điên cuồng của những làn hỏa lực dày đặc. Lệnh từ sở chỉ huy trung đoàn cho pháo cao xạ tham chiến. Đoàn xe kéo pháo 37-40 ầm ầm vượt qua sở chỉ huy tiến về Tiền Duyên. Đúng 14:30 ngày 21 tháng 1, hơn chục khẩu pháo cao xạ hạ nòng khạc đạn vào trận địa địch, phối hợp nhịp nhàng với pháo mặt đất tạo nên sức hủy diệt ghê gớm. Nhiều công sự của địch bị pháo ta thổi bay. Các đơn vị bộ binh của ta được lệnh tiến công. 17 giờ, ngoài trận địa báo về, quân ta đã làm chủ hoàn toàn trận địa. Bọn địch lớp chết, lớp bị thương, số sống sót đã bỏ chạy vào rừng. Các đơn vị bộ binh của ta đã bắt tay được với đơn vị bạn và được lệnh tản ra xung quanh, lập thành tuyến phòng ngự, sẵn sàng chiến đấu, đề phòng quân địch quay lại phản kích. Khoảng 18 giờ, tiểu đoàn 1, tiểu đoàn chủ công của trung đoàn, đã được xe vận tải quân sự gấp rút chuyển từ sân bay Công Pông Chư Năng về tới nhập vào đội hình trung đoàn, nơi trận địa diễn ra ác liệt hồi ban chiều, đã tăng thêm sức mạnh đáng kể cho khu vực này. Cũng 18 giờ, trung đoàn bộ, trong đó có sở chỉ huy trung đoàn, được lệnh nhổ neo, hành quân về hướng trận địa. 21 giờ, chúng tôi còn cách trận địa khoảng 1 cây số và được lệnh dừng chân, ém quân trong một vạt rừng thưa, nằm sát bên vệ đường số 5 về hướng Bắc. Mặc dù từ chiều đến giờ, cả ban chính trị chưa có một ai được một hột cơm nào vào bụng, nhưng anh Thiệp vẫn quyết định hội ý và phân công ngay các đồng chí trợ lý xuống các tiểu đoàn bộ binh giúp giải quyết chính sách thương binh, liệt sĩ. Đồng chí Trưng và Hiệp xuống D2, đồng chí Huyền và Cúc xuống D3, đồng chí Kỷ và các đồng chí còn lại hỗ trợ các đơn vị trực thuộc, trong đó có các đồng chí đã hy sinh tại trạm phẫu thuật trung đoàn. Tất cả chúng tôi đều đổ nước lạnh vào bịch gạo sấy, chờ cho nó thành cơm, rồi ăn tạm lúc đi đường. Suốt đêm hôm đó, toàn trung đoàn bộ không ai chợp mắt được. Các đồng chí cán bộ sư đoàn và quân khu cũng nườm nượp xuống để giúp chúng tôi khắc phục hậu quả. 7 giờ sáng ngày 22 tháng 1, tôi, anh Thiệp và một số đồng chí bên ban tham mưu đã có mặt tại trận địa chiều qua. Hướng nam đường số 5 là trận địa phục kích của quân Pol Pot. Rất nhiều công sự tan hoang và hàng trăm xác địch vẫn còn nằm chết chồng queo bên mép công sự. Gần chục khẩu DKZ-75 của địch bị pháo ta phá hủy, nằm chỏng chơ bên các ổ đề kháng. Ta thu rất nhiều vũ khí bộ binh như AK, RBD, B40. Tại hướng Bắc, trong một phạm vi rất hẹp, 11 chiếc xe thiết giáp M113 của ta bị trúng đạn địch, nằm rải rác không có hàng ngũ gì. Tuy xe bị cháy nhưng vẫn còn lòi ra những lớp sơn xanh hoen ố và nhiều xe vẫn còn nhìn rõ ngôi sao vàng 5 cánh. Bộ phận quân giới của ta quyết định dùng dầu hắc sơn đen ngôi sao của những chiếc xe xấu số kia. Toàn bộ số liệt sĩ của đơn vị thiết giáp đã được đồng đội di rời ngay trong đêm ở một nơi quy định. Đây là một trận đánh khốc liệt của Trung đoàn 156, Sư đoàn 339 và các đơn vị tham chiến kể từ khi ta mở chiến dịch tổng phản công trên chiến trường Campuchia để giải tỏa cho đơn vị bạn đang bị bao vây ở Udon và cứu nguy cho thành phố Phnom Penh. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ của trung đoàn và đơn vị tham chiến đã ngã xuống. 9 giờ ngày 22 tháng 1, chúng tôi lại trở về sở chỉ huy trung đoàn. Sở chỉ huy trung đoàn quyết định dừng chân tại chỗ và lệnh cho các tiểu đoàn bộ binh tiếp tục củng cố công sự, nhận bổ sung vũ khí, đạn dược, chuẩn bị cho các trận đánh tiếp theo. Ngày 24 tháng 1 năm 79, trung đoàn bộ lại được lệnh hành quân rời vị trí. 18 giờ xuất phát, mới 20 giờ đã đến nơi quy định. Sở chỉ huy trung đoàn đóng quân ở phía nam đường số 5. Các tiểu đoàn bộ binh tiếp tục giãn ra, tạo thành một trận địa liên hoàn phòng thủ bảo vệ cho Udon, vừa mới được quân ta lấy lại từ tay quân Pol Pot cách đây ít ngày. Vị trí trung đoàn bộ đóng quân là một khu đất đồi tương đối bằng phẳng. Có lẽ đây là một tổ hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, loại cây ngắn ngày mà đan xen rất nhiều loại cây, trong đó chủ yếu là cây khoai mì và khoai lang. Nhà cửa thưa thớt theo kiểu lán trại bằng lá, bởi xác định đây là trận địa phòng thủ
nên bộ đội được yêu cầu đào công sự có nắp. Đối với những dãy thông hào, vừa để tránh pháo cối địch, vừa để cho bộ đội cơ động khi có tác chiến xảy ra. Trên thông báo, tuyến đường số 2 từ Phnom Penh về Việt Nam vẫn còn tắc nghẽn. Việc đi lại rất hạn chế, kể cả ban ngày cũng như ban đêm, dù cho các đơn vị bạn đã tổ chức chốt trên tuyến quốc lộ 2 từ Phnom Penh đi Tà Keo. Việc vận chuyển của ta đều phải sử dụng bằng đường hàng không. Mặc dù đường số 5 từ Kompong Trư Năng về Phnom Penh đã được khai thông, nhưng xe vận tải quân sự của ta đi lại rất ít, phần vì sợ bọn địch tổ chức phục kích theo những toán nhỏ lẻ, phần vì để tiết kiệm xăng dầu, bây giờ đã rất cạn kiệt. Lúc này là gần cuối tháng 1 dương lịch, nên tính theo ngày âm, chỉ còn mấy bữa nữa là bước sang năm mới, Tết cổ truyền của dân tộc, làm tôi nhớ tới những ngày còn ở trên đất Việt Nam. Những ngày này, trên bàn thờ gia đình đã có rất nhiều bánh chưng, bánh tét. Và chỉ cách đây một năm, tại quê nhà, mẹ nấu nồi bánh to bằng chiếc nồi quân dụng. Ngoài bánh tét còn có cả bánh ú, con cháu cứ tha hồ ăn thỏa thích. Giờ đây trên đất bạn còn ám màu chết chóc, dù là người lính đã qua bao trận chiến, dày dạn bom đạn và mất mát, nỗi nhớ quê nhà vẫn dâng lên già diết ở trong tôi. Tại trung đoàn bộ, trong đó có sở chỉ huy trung đoàn, đến giờ phút này cũng chưa thấy gì gọi là Tết. Cán bộ chiến sĩ vẫn căng cái đầu cho những tình huống và phương án tác chiến, quyết tâm bằng mọi giá phải làm giảm bớt thương vong cho bộ đội khi có chiến trận xảy ra. Mà đa phần việc chủ động đều nghiêng về phía quân địch. Sáng, trưa, chiều, mỗi bữa cũng chỉ vài ba bát cơm ăn với cá khô mang từ tận đập nước về. Gạo cũng đã cạn dần, nên các bếp đều độn thêm sắn, khoai lang của bọn Pol Pot để lại. Hàng ngày vẫn có những chuyến trực thăng vận tải quân sự, loại Mi-8 do Liên Xô sản xuất, đáp xuống gần sở chỉ huy để tiếp tế đạn dược, lương thực. Khi quay về Việt Nam thì chuyên chở thương binh, bệnh binh, liệt sĩ. Cũng nhờ có những chuyến bay như vậy nên bọn tôi thường gửi thư quá giang về sân bay Trà Nóc, Cần Thơ hoặc sân bay Tân Sơn Nhất, mà tôi là người siêng viết thư về nhà nhất. Cũng bởi lúc này bà xã tôi đang mang bầu, cũng phải hơn 7 tháng rồi. Và ở tại hậu phương, chắc gia đình tôi cũng mong ngóng tin tôi từng giờ, từng phút. Thương đứa con vẫn trong bụng mẹ, mà chẳng biết người cha như tôi có thể có ngày được trở về nhìn thấy mặt con không. Vậy là tôi biên thư sẵn, rất nhiều. Và hầu như chuyến bay nào về Việt Nam cũng có những cánh thư của tôi. Được cái là các đồng chí lái máy bay rất nhiệt tình và thật thông cảm cho những người lính đang chịu trận ngoài chiến trường. Anh em phi công lái Mi luôn vui vẻ nhận thư của chúng tôi và hứa sẽ đem về Việt Nam dán thêm tem vào. Vì lúc này ở Campuchia chưa có tem, rồi bỏ vào thùng thư dân sự với thời gian sớm nhất. Việc vận chuyển thương binh của ta lúc này đều do không quân đảm nhiệm, nên tôi bỗng nhớ lại lời kể của phi công Nguyễn Doãn Thuấn. Do yêu cầu của chiến dịch, máy bay lại thiếu nên không ngày nào bay của em được nghỉ. Ngoài việc dùng hỏa lực để chi viện cho bộ binh, nhiều lúc máy bay chiến đấu của Trung đoàn Không quân 916 còn đảm nhiệm việc vận chuyển thương binh nữa. Thường là sau khi tập kích quân Pol Pot, chúng em được lệnh bay qua các vị trí đã có hợp đồng, nhận thương binh, rồi nhanh chóng đáp xuống. Một lần máy bay của em chở hai cô y tá tên là Bưởi và Lược, đều là người Hà Nội, đến nhận thương binh từ một khu vực trong rừng Campuchia. Do thời gian chờ đợi chuyển thương quá dài, nhiều vết thương của thương binh đã có ròi, hàng trăm con ròi rớt ra sàn máy bay bò lúc nhúc. Đặc biệt là có một số thương binh bị thương sọ não, băng kín đầu. Khi máy bay cất cánh, lúc lắc mạnh, đồng chí thương binh đó không chịu nổi, vật vã vài lần rồi tắt thở. Hai cô y tá khóc ầm lên. Em cố gắng gạt nước mắt để giữ tay lái đưa máy bay về tới hậu cứ. Hôm nay đã là mùng 1 Tết, ngóng mãi mà chẳng thấy hậu cần cấp phát thêm gì. Trên thông báo, ở tại sân bay Trà Nóc, Cần Thơ, quân khu đã chuẩn bị rất nhiều nhu yếu phẩm, nhưng không tài nào chuyển trở sang chiến trường Campuchia được. Bởi các xe vận tải quân sự đến giờ phút này vẫn nằm chơi sới nước. Máy bay vận tải quân sự của không quân ta thì có hạn,
nên ưu tiên hàng đầu là chở đạn, kế đến là gạo. Chúng tôi hiểu rõ hai thứ này là điều kiện sống còn của những người lính đang ngoài mặt trận. Những thứ khác chẳng nhằm nhò gì. Vậy là anh nuôi của ban chính trị có sáng kiến, lấy gạo rang lên, rồi cho ít đường thốt nốt vào, ngào thành kẹo. Chừa lại một ít, rang thêm chút nữa, cho có hơi đen, đổ nước sôi vào, làm thành nước trà. Vậy là đã có đủ kẹo, trà để đón Tết. Anh Ba Nhu và một số đồng chí khác nghiền thuốc, không có thuốc lá. Đồng đội tôi bứt lá khoai mì khô, vò ra, quấn lấy giấy, hít vài hơi cho có khói, cho nó đỡ nghiện. Vậy là đầu năm 1979, trên chiến trường Campuchia, chúng tôi đón Tết như thế đấy. Sau cái Tết Nguyên đán của ta, tức cuối tháng 1 năm 79, tình hình địch ở đây vẫn chưa có động tĩnh gì. Nhưng nhân dân Campuchia từ trong rừng cứ ùn ùn kéo về, bởi họ đã biết rằng cứ theo bọn Pol Pot vào rừng sâu thì sẽ vô cùng khốn khổ. Hơn nữa, nhiều người họ đã thực tế gặp bộ đội Việt Nam không giống như bọn lính Pol Pot tuyên truyền. Nhiều người đã tình nguyện quay vào trong rừng, kêu gọi thân nhân trở lại quê cũ. Lúc này nhân dân vẫn còn ít lương thực dự trữ, nên ta chưa phải giúp họ. Chúng tôi hướng dẫn cho họ vào khai thác khoai mì, khoai lang để họ có thêm lương thực. Ngày 2 tháng 2 năm 1979, Trung đoàn bộ về đóng quân tại một phum ở phía bắc đường số 5. Sở chỉ huy trung đoàn đóng quân tại một căn nhà xây rất to, đã bỏ hoang từ lâu. Ngay chiều hôm đó, một số người dân biết tiếng Việt từ trong rừng trở về đã tập hợp khoảng 300 người dân Campuchia làm meeting chào mừng quân tình nguyện Việt Nam sang giúp nhân dân Campuchia. Để bảo vệ cho cuộc meeting, trung đoàn đã cử đại đội trinh sát và lực lượng vệ binh đến hỗ trợ. Cơ quan dân vận của ban chính trị cũng được phái đến. Và thật bất ngờ, với lòng căm thù quân Pol Pot và chính quyền Khmer Đỏ cao độ, nhân dân đã mật báo cho ta có 7 tên lính ác ôn trà trộn vào trong đám đông dự meeting. Ngay lập tức, 7 tên ác ôn được lực lượng vệ binh và trinh sát mời về trung đoàn bộ. Lực lượng vệ binh chịu trách nhiệm canh giữ. 8 giờ sáng ngày hôm sau, tôi và bộ phận địch vận đã có mặt tại trung đội vệ binh để thẩm vấn 7 tên này. Khi đồng chí Xuân, trung đội trưởng vệ binh, dẫn chúng tôi đến nơi giam giữ, thì thấy bàn tay của 7 tên lính đều sưng vếu. Thì ra do sợ những tên lính này bỏ trốn, nghe đồn chúng nó có bùa tàng hình. Cánh lính vệ binh của ta đã trói chúng quá chặt, lại còn thêm một sợi dây quàng vào cổ cho chắc ăn. Thế nên 7 tên lính kia vẫn còn nguyên vẹn qua một đêm, được ta giam giữ. Tôi vừa thương anh em, vừa buồn cười về sự ngây thơ của những người lính trận còn quá non trẻ. Chúng tôi phải trưng dụng 2 người dân Campuchia gốc Việt về làm phiên dịch hỏi cung. Sau 3 tiếng đồng hồ làm việc, 7 tên kia đã thừa nhận chúng là lính của Khét, tức là của tỉnh. Chúng đã được lệnh đập đầu trên dưới 1.000 người dân Campuchia. Bình quân mỗi tên đã giết hơn 100 người vô tội. Chúng tôi thật kinh hoàng, nhưng những người dân gốc Việt họ nói với chúng tôi, bọn nó thú nhận rất ít.